Tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng. Chương 16, chuyện này có chút kỳ lạ. Dù sao thì cũng đưa một thầy vào viện rồi, đưa thêm người nữa cũng có sao. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đưa luôn cả cái thầy Smith dạy anh này vào viện luôn đi. Ánh mắt Vũ Nhu Tử lộ ra vẻ quyết tâm và sát ý. Tống Tiền Bối, cái thầy Smith này là người nước ngoài à? Hình dáng thầy ấy ra sao vậy? Vũ Nhu Tử ra vẻ tò mò. Cái lão đó á, là một lão cổ hủ, nhưng mà dạy được lắm. Tống Thư Hàng cười nói, ông tiện tay sớt, giáo sư Smith, ở trang thông tin một chút. Tiếp đó, tấm ảnh của một cụ ông người Anh, với vẻ mặt nghiêm túc, cứng ngắc và mái tóc được trải vuốt cẩn thận hiện ra. Trang web của Đại học Giang Nam là một hệ thống thông tin độc lập, chỉ cần có đủ quyền hạn là có thể tra cứu được thông tin của bất cứ học sinh hay giảng viên nào. Nhìn có vẻ nghiêm túc, thầy ấy cũng ở ký túc xá của giáo viên sao? Vũ Nhu Tử cất tiếng hỏi với điệu bộ căng thẳng. Đúng thế, Tống Thư Hàng nào có nghĩ nhiều, cứ thế vô tư gật đầu, rồi lại thêm số chứng minh thư của Vũ Nhu Tử để đăng ký. Vũ Nhu Tử nở nụ cười xấu xa, cô lặng lẽ đi về phía ban công, đeo pháp khí lên, mắt nhìn xa vạn dặm, nâng cấp lên một tầng cao mới. Chẳng mấy chốc, cô nàng đã tìm được mục tiêu. Giáo sư Smith đang dắt chó cưng đi dạo cạnh con sông trong học viện. Quái thật, nổi gió lạnh à lão già người anh cứng ngắc kéo kéo áo, có chút nghi hoặc khi cơn lạnh bỗng ập tới. Xin lỗi, xin lỗi, đợi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ bồi thường cho ông và thầy nhân thủy. Vũ Nhu Tử lẩm bẩm, rồi sử dụng lá bùa vàng trong tay. Bên con đường dọc bờ sông ở học viện, ông người anh cứng ngắc cảm thấy sức khỏe mình hôm nay không được ổn lắm liền định về ký túc sáng nghỉ ngơi. Hâm, chúng ta về đi, cũng tiện thể chuẩn bị bài giảng cho ngày mai nữa. Nói xong, thầy Smith kéo kéo dây xích của con chó cưng. Ẳng, à, Ẳng, à, con chó mà thường ngày vốn ngoan ngoãn bỗng nhiên gầm lên, hai mắt nó đỏ quạch. Thầy Smith bỗng cảm nhận được một lực kéo cực mạnh từ phía dây xích, bình thường, chỉ cần kéo nhẹ là hăm sẽ ngoan ngoan nghe theo, mà nay, nó lại dướn cổ lên kiên quyết không chịu về. Audio điện tử võ tấn bền Thầy Smith nhíu mày, gắng mà kéo mạnh dây xích. Gâu, con chó cưng quay lại thật, nhưng quay lại để vồ lên, hai chồng mắt điên dại. Cái mõm dư tợn nhắm thẳng bắp chân của ông người anh, cắn phập một cái. Ô, oh, no, hép, hép me, bên con đường dọc bờ sông vang lên tiếng thầy Smith kêu lên thảm thiết. 15 phút sau, tại căn phòng bệnh ở một bệnh viện gần Đại học Giang Nam. Thầy nhân thủy nằm trên giường, hai chân bị treo cao, nhìn cái dáng rất tức cười. Vợ thầy ôm đứa bé, nhìn qua với vẻ dở khóc dở cười. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một vị ông người Anh cứng ngắc bị đưa vào. "A, à, thầy Smith, chẳng phải thầy giúp tôi dạy thay bài ngày mai à? Thầy sao thế?" Thầy nhân thủy hoảng hốt. Cụ ông nước Anh dùng tiếng Trung, gần từng chữ đẩy oán hận. "Bị hăm cắn, a, à, chính là cái con chó mà tôi nuôi ấy. Bác sĩ bảo cắn mạnh quá, đụng tới cả xương. A, à, phải nằm viện, đợi mai ra viện rồi, tôi nhất định sẽ làm thịt nó, hầm thành canh." "A" à, bị con chó mình nuôi cắn cho trọng thương, ông anh người anh không khỏi tổn thương sâu sắc, cảm giác này chẳng khác nào nuôi ong tay áo, cắn giữ như thế, suýt thì đi tong cái mạng già của ông. Hầm canh, nhất định phải hầm canh. Thầy nhân thủy cảm thấy, hôm nay đúng là lắm chuyện kỳ quái. Phía bên kia, Tống Thư Hàng đã đặt xong vé tàu cao tốc cho Vũ Nhu Tử. Đúng lúc này, trang web của trường nảy ra một tin mới. Lớp 43, khoa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của học viện kỹ thuật thiết kế và chế tạo chú ý, do thầy Smith cũng bị thương và phải vào viện, nên giờ tiếng Anh của chiều mai được nghỉ. Chiều mai, lớp 43, khoa 19 của học viện kỹ thuật thiết kế và chế tạo nghỉ nửa buổi, mong các bạn thông báo cho nhau và chuẩn bị những bài có liên quan. Cảm ơn. Dòng tin này được thông báo đi thông báo lại 3 lần. Hơn nữa còn được cài là cứ nửa tiếng lại báo một lần, che kín những tin khác. Tống thư hàng nhìn cái dòng tin này chỉ thấy trong đầu mình xuất hiện trăm nghìn câu ruột xả. Hắn quay sang nhìn Vũ Nhu Tử đang nở nụ cười tươi như hoa, cảm thấy hôm nay đúng là lắm chuyện kỳ quái. Cuối cùng, Thư Hàng theo chân Vũ Nhu Tử đi tới thành phố Di, bởi hắn chẳng còn lý do bận rộn nào để từ chối Vũ Nhu Tử. Hắn nào có ngờ, hai giảng viên đầu bị đưa vào viện cùng một lúc chứ? Cái xác suất khiến chuyện này xảy ra chẳng khác xác suất chúng sổ số độc đắc là bao, thế mà lại xảy ra với hắn cơ chứ? chuyện thảm thiết xảy đến với hai giảng viên khiến ngày mai hắn được rảnh cả ngày dưới ánh nhìn hưng phấn của vũ nhu tử hắn đặt vé tàu siêu tốc đi thành phố di số vé của hắn ngay sau số vé của vũ nhu tử nên hai người ngồi liền nhau nói đi vũ nhu tử chuyện hai thầy ấy nhập viện cùng lúc là do ngẫu nhiên thật sao tống thư hàng nhìn chằm chằm vào vũ nhu tử mắt không chấp một chút nào đây chính là tuyệt chiêu dùng ánh mắt giết người dùng khí thế để áp bức kẻ địch dưới cái nhìn chăm chú của hắn, người bị nhìn khi nói dối sẽ cảm thấy vô cùng gượng gạo. Chuyện xảy ra hôm nay trùng hợp đến kỳ lạ, một thầy vừa vào viện thì chưa đầy 3 phút sau, thầy nhận dậy thay cũng vào nốt. Cái tình tiết máu chó gì không biết. Thư Hàng qua cái tuổi hay mộng mơ rồi, cái gì mà mộng võ hiệp, mộng thần tiên, mấy thứ đó sớm bay biến khỏi cuộc sống của hắn. Nhưng hiện giờ, hắn thực sự nghi ngờ rằng liệu có phải vũ nhu tử có khả năng đặc biệt nào khiến hai giảng viên đều phải vào viện không? thậm chí khi trí tưởng tượng của hắn bay cao, bay xa, hắn bắt đầu nghĩ theo chiều hướng đen tối rằng cô gái này là thiên kim tiểu thư của một thế lực đen tối đầy đáng sợ nào đó, giống như trong phim điện ảnh ấy có một nhóm người bí ẩn lặng lẽ núp bên cô ta, rồi sẵn sàng chiều theo bất cứ yêu cầu nào của cô ta. Tiếp bởi cô này muốn ngày mai mình đi thành phố gì với cô ta, nên những thuộc hạ kia mới ra tay tàn nhẫn buộc hai thầy giáo phải nhập viện chăng? Bị cặp mắt đen lấy của Tống Thư Hàng nhìn chầm chầm như vậy, Vũ Nhu Tử vẫn bày ra cái vẻ vô cùng bình tĩnh. Làm gì có chuyện đó, ra cũng đâu phải loại người thích làm mấy chuyện như thế. Tống tiền bối phải tin ra. Ánh mắt nàng trong vắt như hồ nước thanh không bị loài người vấy bẩn, nhưng mà... Cái cách tự xưng, ra kia là sao? Cũng may Thư Hàng không dây dưa ở chuyện này lâu, chẳng qua là hắn đột nhiên nghĩ tới nên nhân tiện hỏi thế thôi. Chiều nay, chúng ta bắt đầu đi từ 3 giờ 10, chừng 3 rưỡi sẽ đến được nhà ga ở Đại học Giang Nam. Tranh thủ lúc còn thời gian, cô lên mạng tìm đọc thông tin về quỷ đăng tự. Tôi đi mua cơm, cô có kiêng gì không? Tống thư hàng hỏi. Không, đồ gì ta cũng ăn được, Vũ Nhu tử đáp, để che giấu cái cảm xúc bất an trong lòng, dù là cái món ớt chuông mà cô ghét nhất, cô cũng sẽ ráng nuốt. Vậy cô tra thêm tin về quỷ đăng tự đi, tôi đi đây nếu bạn cùng phòng của tôi đột nhiên về thì cô cứ bảo cô là bạn tôi là được. Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Sau khi Tống Thư Hàng rời đi, Vũ Nhu tử rụt về trước máy tính với cái điệu có thật giật mình, cô tiếp tục tìm thông tin về những ngôi chùa ở quanh khu La Tín ở thành phố Di, kiểm tra và đối chiếu từng cái, từng cái một. 3 giờ chiều, ngày 2 tháng 6. Ba đứa bạn cùng phòng của Tống Thư Hàng đã đọc được thông báo trên trang web của trường, nên không về ký túc xã. Vũ Nhu Tử, chúng ta đi thôi tống thư hàng gọi lớn ra đây vũ nhu tử rời khỏi máy tính vẻ mặt cô chút hủ rột cô tìm hồi lâu mà chẳng có tin gì về quỷ đăng tự chẳng biết bác hà tán nhân gặp phải chuyện gì mà cả chiều nay không thấy online tống thư hàng cất những món mua từ thiên đường ăn uống bỏ vào tủ lạnh ghi mẩu giấy nhắn cho ba đứa bạn cùng phòng bảo có đồ ăn trong tủ lạnh đấy cứ lấy tự nhiên lần đi này hắn xách theo tay nải bên trong là di động cục sạc và pin sạc dự phòng. chẳng biết sẽ đi bao lâu, nhớ di động hết pin thì phiền lắm. vũ nhu tử kéo cái vali to của mình đi theo sau tống thư hàng. nhìn cái vẻ ủ rũ của cô, tống thư hàng cất giọng hỏi: không tìm được quỷ đăng tự à? chẳng có tin gì cả, không biết là bị đổi tên hay bị phá đi rồi nữa. giờ chỉ còn cách là tới thành phố gì rồi hỏi mấy người sống ở đó. vũ nhu tử đáp lại với giọng buồn bực. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ dừng, cứ đi đi rồi tính sau. Hai người vừa nói chuyện vừa đi thang máy xuống lầu. 3 giờ chiều, lượng người ở ký túc xá dần đông lên, học sinh bán ngoại chú dần trở về. A à hàng, đi chơi hả? chương 17, quỷ đăng tự và thử nghiệm. Ha ha, đưa chị gái về nhà, tiện ở bên đó chơi một chút. Thầy giáo có việc nên được nghỉ thêm một ngày. Tống thư hàng cố ý nhấn mạnh hai chữ chị gái nhất định phải giải thích rõ mối quan hệ giữa mình và Vũ Nhu Tử. Nếu không, qua miệng của cái đám lắm chuyện này, chắc ngày mai, cả khoa sẽ biết Tống Thư Hàng hắn đây hẹn hò với một cô dáng chuẩn hơn cả người mẫu. Nếu thế thì sự trong sạch của Tống Thư Hàng hắn cũng sẽ tiêu tùng, kế hoạch kiếm bạn gái nhân lúc còn học đại học để dã từ tấm thân trinh trắng sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, hắn còn muốn trả thù cái vụ Vũ Nhu Tử gọi mình là tiền bối. Má nó chứ, hắn chỉ là một thiếu niên mới 18 tuổi, thế mà cứ bị cái cô này gọi tiền bối này nọ, tổn thọ chết mất. Ô ô, ra là chị của Thư Hàng Hà, hai tròng mắt của mấy tên được dựa trong ký túc xá sáng rỡ lên, lòng đứa nào đứa đấy đều trồi lên một câu rằng, Thư Hàng, giới thiệu cho hai bên làm bạn đi. Đương nhiên, nếu cái từ, bạn, này có thể phát triển xa hơn, trở thành anh rể của Thư Hàng thì còn tốt nữa. Bọn nãy đi trước, gặp sau nha. Thư Hàng cười ha ha, không để cơ hội cho lũ kia trèo kéo làm quen, vẫy vẫy tay rồi phủi mông đi rất phóng khoáng. Vũ Nhu Tử mỉm cười, vẫy vẫy tay chào mấy anh chàng, rồi theo chân tống thư hàng bước nhanh khỏi ký túc xá nam. Không ngờ tên nhãi thư hàng này lại có cô chị sinh như thế. Tao quyết rồi, kể từ mai, thư hàng chính là anh em của tao, tao bảo kê cho nó. Một tên cười nói, có mà mày muốn làm anh rể nó ấy, đúng không? Tên còn lại cười gian trá cẩn thận không thành anh rể của người ta được, mà lại thành em của người ta đấy. Hình như nhà mày cũng có bà chị xinh lắm mà. Hai, nếu thư hàng đồng ý giới thiệu chị nó cho tao, thì tao bán ngay bà chị ở nhà cho nó. Thậm chí mua một tặng một cũng cho ấy chứ. Mấy cậu chàng vừa cười nói vừa đi về ký túc xá. Dù có mê mẩn thật, nhưng thời đại bây giờ, ai chẳng được thấy qua đủ loại gái xinh trên mạng rồi, làm gì có ai ngây thơ đến độ trung tiếng xét ái tình chứ. 3 rưỡi soát vé, 4 giờ bắt đầu khởi hành. Vũ Nhu Tử ngồi cạnh cửa sổ, Tống Thư Hàng ngồi cạnh cô. Nói thật, lúc vừa lên tàu siêu tốc với Vũ Nhu Tử xong, Thư Hàng đột nhiên nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết đô thị mà mình đọc gần đây. Trong muốn cuốn đó, khi nam chính đi cùng nữ chính xinh đẹp ra ngoài, thì dù ngồi xe sang, tàu hỏa, xe buýt hay thậm chí là cưỡi xe đạp, thì chắc chắn sẽ có một tên phản diện tép siêu có quyền có thế, vì mê đắm nhan sắc của nữ chính mà xông lên khiêu khích nam chính có các kỹ năng bá đạo đương nhiên là được dịp thể hiện, tha hồ mà ngược đãi tên phản diện tép siêu kia. Thế rồi, do bị ngược đãi nhiều quá, tên phản diện sẽ hận nam chính. Không dám quang minh chính đại tấn công, nhưng sẽ dở đủ trò bị ổi. Kế đến thì đủ các dạng ân oán tình thù. Thư hàng tự nhận rằng mình không có cái vận của nam chính, nhưng cô Vũ Nhu Tử ngồi bên đây thì chẳng kém cạnh nữ chính trong mấy tiểu thuyết đô thị chút nào. Vậy nên Tống Thư Hàng bắt đầu nghĩ rằng, không biết liệu có xuất hiện ông nào có chức có quyền tới làm quen mỹ nhân, rồi khiêu khích mình không? Đến lúc đó, hắn nên đánh chết ông đấy để tránh hậu hoạn về sau. Hay là đánh cho gần chết thôi? Tiếc là, tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, trong hiện thực, loại phản diện tép siêu không nào ấy chắc cũng có, nhưng ít quá, ít như gấu trúc vậy, nên đâu có dễ mà gặp phải. Suốt 2 giờ ngồi tàu, chẳng có ai tới khiêu khích thư hàng cả, càng không có người tới làm quen với vũ nhu tử điều này khiến thư hàng có chút tiếc nuối. Nửa giờ cuối của chặng đường, Vũ Nhu Tử bắt đầu mơ mơ màng màng, cô dựa đầu vào ghế rồi thiếp đi lúc nào không biết. Rồi một chốc sau, cô nghiêng người, tựa đầu vào vai thư hàng. Tống Thư Hàng cố gắng thả lỏng bả vai để cô nàng có thể ngủ ngon hơn. Hai tiếng ngồi tàu siêu tốc trôi qua nhanh chóng. Đinh đinh đinh, kính chào quý khách, tàu đã vào ga hắc tượng, xin quý khách lấy đúng hành lý và những vật phẩm có giá trị của mình, xuống bến bằng cửa bên phải, khi xuống tàu, quý khách lưu ý khoảng cách giữa giữa tàu và ga. Tới nơi rồi, Tống thư hàng lay nhẹ Vũ Nhu tử. Vũ Nhu tử mơ màng mở mắt, rồi đưa tay dụi dụi, khóe miệng còn nhíu nước miếng. Sáng rồi hả? Đáng yêu quá, không ngờ hắn lại thấy cái cô nàng trông có vẻ lớn hơn mình mấy tuổi này đáng yêu đến vậy. Tàu vào ga rồi, chúng ta mau xuống thôi." Tống thư hàng một tay dắt cô một tay kéo vali hành lý vừa to vừa nặng, bước nhanh xuống tàu. Mãi cho tới khi tàu phóng đi rồi, Vũ Nhu Tử mới tỉnh táo lại. Tiền bối, mấy giờ rồi? 6 giờ 7 phút, giờ chúng ta đang ở ga Hắc Tượng ở thành phố Di. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta gọi taxi đi khu La Tín rồi tìm chỗ ở Tống Thư Hàng đáp. Dạ, cứ nghe theo tiền bối. Vũ Nhu Tử gật đầu nói, cô thích thế này lắm. Dọc đường đi, ăn uống ngủ nghỉ đều có người lo hết rồi, cô chỉ cần theo chân đến đích là được, không cần động não đúng là hạnh phúc. ga hát tượng có lối đi riêng tới nơi gọi xe, ở đó có rất nhiều tài xế đang đợi khách. anh à, đi đâu thế? một chiếc taxi đỗ cạnh tống thư hàng và vũ nhu tử. khu la tín, tống thư hàng mở cánh cửa bên ở ghế phụ đáp. khu la tín của thành phố Di. vũ nhu tử còn bồi thêm một câu, cô nàng này đúng là vẫn còn ám ảnh vụ khu la tín ở giang nam bác tài thoáng sừng sốt, rồi cười nói. Ha ha, cô bé này thú vị thật. Vũ Nhu Tử biết mình vừa làm trò hề, liền đỏ mặt. Khu La Tín ở thành phố Di Cách Ga Hắc Tượng rất gần, đi hơn 10 phút là tới. Sau khi xuống xe, hai người đi theo chỉ dẫn để tìm một khách sạn ở khu La Tín, ở tạm. Bởi cả hai không phải vợ chồng, nên không thể đặt chung phòng được. Dù Tống Thư Hàng có muốn thế, và Vũ Nhu Tử cũng không từ chối, thì chủ khách sạn cũng không cho phép. Dạo này bên chức năng kiểm tra gắt lắm, lỡ có chuyện gì thì bên khách sạn phải chịu trách nhiệm. Ăn tối xong, nhân lúc còn sớm, hai người chuẩn bị đi dạo quanh khu La Tín, tiện thể tìm quỷ đăng tự. Vũ Nhu Tử muốn cất vali vào phòng rồi mới đi. Thư hàng thì chẳng có đồ gì cần cất nên sau khi cất kỹ thẻ phòng xong, hắn đứng đợi cô ở quầy lễ tân. này khách sạn không đông khách lắm, cô nàng lễ tân chẳng phải bận rộn gì, tống thư hàng tranh thủ hỏi thăm chào cô xin hỏi ở khu la tín này có ngôi chùa nào tên quỷ đăng không cô nàng lễ tân ngẫm nghĩ một chốc rồi lắc đầu xin lỗi quý khách dù ở khu la tín có nhiều chùa miếu nhưng tôi chưa từng nghe có ngôi chùa nào tên là quỷ đăng cả cái tên chùa lạ như thế nếu ở đây có thì không lý nào cô lại không biết vậy có ngôi chùa nào đọc na ná thế không không phải quỷ đăng tự với đăng trong từ đen mà là quỷ đăng tự với đăng trong từ, đi lên, chẳng hạn, hoặc là hòe đăng tự, quỷ đắng tự chẳng hạn. Thư hàng hỏi tiếp, thời đại Internet phát triển thế này mà không tìm được bất cứ thông tin nào, thì rất có thể tên bị đọc trạch đi. Cô nàng lễ tân rất nghiêm túc mà ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng rồi lại lắc đầu với vẻ xin lỗi. Rất xin rồi, sợ rằng tôi không giúp được quý khách rồi. Nhưng có thể là ngôi chùa từ lâu lắm rồi, nếu quý khách muốn tìm thì có thể hỏi những cụ già ở quanh khu La Tín, cảm ơn thư hàng gật đầu nói trong lúc hai người họ nói chuyện thì vũ nhu tử từ bước ra khỏi phòng giờ chúng ta đi đâu cô hỏi đi dạo loanh quanh đi chủ yếu là xem có nhóm các cụ già già ngồi nói chuyện nào không thử coi có hỏi thêm được thông tin gì hai người vừa đi ra khách sạn vừa nói chuyện ngay khi tống thư hàng và vũ nhu tử vừa rời khỏi khách sạn thì trong đại sảnh của khách sạn có một cô gái mang vẻ mặt nghiêm trọng rút điện thoại ra gọi Đàn chủ, ở khách sạn La Tín tôi nghe thấy có người đang dò tin về quỷ đăng tự. Một nam một nữ, ước chừng 20 tuổi. Chuyện gì phải đến rồi cũng đến chăng? Thực lực hai kẻ đó thế nào? Phía đầu bên kia điện thoại có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhìn nhìn có vẻ rất mạnh, nam thì giống người thường. Nhưng cô nàng kia có vẻ rất tôn kính cậu trai đi cùng, lúc kín người đều gọi là tiền bối. Người phụ nữ kia đáp. Mạnh tới nhường nào, giọng nói kia vẫn vô cùng bình tĩnh, và lạnh lẽo vô cùng. Thuộc hạ không ước lượng được, chỉ cảm nhận rằng cô ta rất mạnh. Ta hiểu rồi, tiếp tục theo dõi hai người đó, đừng để họ nhận ra. Ta sẽ tìm cơ hội để thăm dò xem thực lực của chúng thế nào. Bên cạnh đó, các thành viên ở những điểm giám thị khác cần giữ vững tinh thần, biết đâu không chỉ có hai kẻ đi tìm quỷ đăng tự. chương 18, quê người gặp người quen. Ở phía đầu bên kia, một người đàn ông siết chặt lấy chiếc điện thoại, vẻ mặt hắn lạnh lùng, Bàn tay cầm điện thoại có chút run rẩy. 60 năm, hắn biết chủ của quỷ đăng tự mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không chết dễ dàng. Nhưng đã 60 năm trôi qua, hắn nghĩ, chắc vị chủ nhân đó không còn để tâm tới nơi này nữa nhỉ. Vậy nên hắn bắt đầu lập kế hoạch, tìm cách lặng lẽ phá vỡ phong ấn bên cạnh quỷ đăng tự để lấy thứ ở trong đó. Không ngờ rằng, đến cuối vẫn có người tới. Chết tiệt, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi. Sau khi rời khỏi khách sạn, Thư Hàng và Vũ Nhu Tử dạo quanh khu La Tín. Không gặp được nhóm cụ ông cụ bà ngồi tám chuyện, nhưng gặp được thứ thú vị hơn nhiều, đó là năm tên háo sắc. Lúc ngồi tàu siêu tốc, hắn không gặp được tình tiết, hồng nhan hỏa thủy, nào ngờ tới khu La Tín rồi lại gặp phải cảnh mấy con ma men nổi ý háo sắc. Nơi này là một đường nhỏ vắng người, năm con ma men giặt dẹo chặn tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử lại, năm cặp mắt đỏ quạnh, nhìn chằm chằm Vũ Nhu Tử với vẻ thèm khát rượu vào thì máu anh hùng cũng nổi lên, hoặc là máu tiểu nhân cũng nổi lên. Dưới sự kích thích của cồn, dù người ta có làm trò kỳ quái gì thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên, dù cho là hôn lợn, cắn chó, hay đánh nhau với chó, chuyện gì cũng làm được. Năm con ma men chưa từng gặp được cô nàng nào ngon nghẻ thế này, vừa trông thấy vũ nhu tử đã dán chặt mắt vào. Mẹ nó, cô em này xinh như tiên ấy nhỉ, nếu được đè cô ta ra làm một lần thì tổn thọ 10 năm cũng được đây chính là ý nghĩ của bọn chúng. Vậy nên, chúng liền nương cơn say để sông lên. Sợ gì chứ, cùng lắm thì đi tù mấy năm. Đúng là sự đáng thương của lũ không hiểu luật pháp, bọn chúng từng nghe tên nào khoác lác rồi bảo rằng, hiếp dâm con nhà người ta cùng lắm chỉ ăn cơm tù mấy năm thôi. Nhưng chúng cho rằng thời đại nào rồi chứ, chẳng nhẽ còn như nhiều năm về trước à. Hay cứ tưởng đây là Ấn Độ. Bây giờ, hiếp dâm con nhà người ta thì chỉ có trung thân, nếu nghiêm trọng thì còn xử tử luôn. Nhìn cái cảnh giờ khóc giờ cười này, Tống Thư Hàng quyết định giãn gân giãn cốt một chút, chuẩn bị lên sàn thể hiện. Sức chiến đấu của hắn không tệ, bình thường còn có thể một đấu ba mà không hề nào núng, chứ năm con ma men gầy nhảng này thì đáng gì. Chính vì thế mà đám lưu manh quanh trường chẳng đứa nào dám dây vào hắn. Mấy thằng như que sào này, mình hắn chấp 10 cũng được. Ngay lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị ra tay thì có một luồng gió giữ xẹt qua mang tay hắn. Tiếp hắn trông thấy đôi chân thon dài tung cước liên tiếp, tư thế đá trên không của nó, duyên dáng như cánh bướm dạo chơi giữa bụi hoa. Mấy cú đá đó đâu chỉ có đẹp, mà còn mạnh kinh khủng, khi đôi chân di chuyển trên không còn nghe được những tiếng vút 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 như roi vọt. Năm con ma men kêu lên thảm thiết, bay bịch bịch ra ngoài, nằm dạp trên đất run lẩy bẩy, ói ra cả đống, được một lúc thì ngất lịm. Cục hết rồi á, bao lâu là xong thế? Một giây, hay còn nhanh hơn nữa, Tống thư Hàng quay đầu lại thì thấy được cảnh Vũ Nhu tử thu chân về ngầu chết đi được. So với Vũ Nhu tử thì mấy chiêu thức của hắn chẳng khác gì mèo quào. Nhìn mấy thằng say ngất lịm này, thư Hàng không khỏi nhớ đến đám Lưu manh bị đánh bẹp dúm ngoài trường. Nếu, hắn nói là nếu, bằng cái sức chiến đấu mà Vũ Nhu tử vừa thể hiện đó, thì hoàn toàn có thể đánh gục 7, 80 thằng Lưu manh của cái ngày hôm đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ấy nhỉ. Nhưng mà lúc ấy Vũ Nhu tử còn ở trên máy bay mà chẳng nhẽ chuyện ấy là do A thập lục của nhà Tô Thị A thất làm thật. Chẳng nhẽ những người trên diễn đàn, ai ai cũng có sức chiến đấu kinh hoàng thế này. Không chết người đấy chứ, Tống Thư Hàng có chút lo lắng. Yên tâm, ra có chừng có mực mà, cùng lắm thì chỉ hôn mê hai ngày thôi, sau đó sẽ tỉnh. Thế mới vừa phải, nếu mê man ba ngày, không ăn, không uống thì dễ có vấn đề lắm. Vũ Nhu Tử đáp, đáp án này khiến Tống Thư Hàng như ngộ ra điều gì, đám lưu manh kia ngất mãi không tỉnh, có phải là do kỳ hạn, hai ngày, chưa tới không? Chúng ta đi thôi, tiền bối. Vũ Nhu Tử nở nụ cười tươi giói, gọi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng gật đầu đầy gượng gạo, đầu óc hắn vẫn lung tung hết cả lên, chỉ biết theo chân Vũ Nhu Tử rời khỏi hiện trường. Sau khi Thư Hàng và Vũ Nhu Tử đã đi xa, một người đàn ông bước từ trong góc tối sau con đường nhỏ, bình tĩnh đi về phía năm con ma men. Mấy tên say này yếu quá, chưa đủ để làm hai kẻ kia dốc toàn lực. Gã đàn ông thở dài. Phía sau người đàn ông xuất hiện một kẻ mặt đồ đen, kẻ này nửa quỳ trên nền đất, trầm giọng nói. Đàn chủ, cần bọn tôi phái vài người qua thăm dò không? Không cần, năm tên này là người thường nên chúng mới nương tay. Nếu là người của chúng ta thì, chúng sẽ không dơ cao đánh khẽ đâu. Đàn chủ trầm giọng đáp lại, chẳng dễ gì mà bồi dưỡng được những người này, dù là cuộc huấn luyện tầm thường nhất là huấn luyện người mới thì cũng tiêu tốn những một triệu đô la Mỹ, đám này không phải thứ có thể tiêu hao tùy ý. Ban nãy, cô gái kia chỉ ra tay dạy cho đám lưu manh một bài học, nhưng qua đó cũng mơ hồ thấy được thực lực của cô ta. Những cú đá chân không và sự tinh tế trong kiểm soát lực như vậy, không phải một tên võ tu có cảnh giới dược phàm nhất phẩm có thể làm được. Kẻ này là cường giả đã ngưng tụ được chân khí. Đây không phải kẻ mà thuộc hạ của hắn có thể chống lại hơn nữa bên cạnh cô ta còn có một kẻ mà đến hắn cũng không thể nhìn thấu một tiền bối có thực lực bí hiểm hai kẻ này có thể dễ dàng tiêu diệt những thuộc hạ tinh anh mà hắn đổ cả đống tiền vào để bồi dưỡng dù thuộc hạ của hắn nhiều thế nào thì cũng không thể lãng phí thế được thực ra mà nói thì hắn cũng có chút sợ đành dựa vào thời cơ để hành động vậy đàn chủ lầm bầm trong lòng hắn đã có ý buông tay không thèm khát bảo vật trong quỷ đăng tự nữa chẳng qua là còn chút đau đớn không cam lòng thôi. Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng dạo quanh khu La Tín hồi lâu, họ cũng gặp được những người trên 50 tuổi, nhưng chẳng ai biết gì về quỷ đăng tự. Tống Thư Hàng cảm thấy đau đầu chết mất, không ngờ tìm một ngôi chùa thôi mà lại phiền toái đến vậy. Vũ Nhu Tử, cô có chắc chắn rằng quỷ đăng tự nằm ở khu La Tín của thành phố gì không? Chắc chắn là ở đây, hơn nữa chắc chắn là ta không nhớ sai tên, quỷ trong, quỷ quái, đăng trong, đèn lồng, mà. Vũ Nhu Tử nói rất kiên định. Lúc mẹ mang thai ta, mà từng đưa ta tới đây, nhưng lúc ấy ta chỉ có thể dựa vào pháp thuật của cha để quan sát thế giới xung quanh bằng ý niệm, vậy nên ta chỉ nhớ rõ được cái biển quỷ đăng tự bằng gỗ thôi. Cái câu này, nửa đoạn trước thì Tống Thư Hàng nghe hiểu, nhưng nửa đoạn sau thì chẳng biết cô ta luyên thuyên đến tận đâu rồi. Hắn với cô nàng đúng là không sống chung một thế giới mà. Trung quanh có đặc điểm nào nổi bật không? Ví dụ như ở đỉnh núi, sơn núi, hay có sông gì không? Thư hàng hỏi. Không ở trên núi, ở khu đất bằng, nhưng những chi tiết khác thì ta không nhớ rõ. Vũ Nhu Tử nói với vẻ có lỗi. Phía Bắc Hà Tiền Bối có tin gì không? Vũ Nhu Tử lấy điện thoại ra nhìn, rồi vui vẻ nói. Bắc Hà Tiền Bối online này. Trong nhóm cửu châu số 1. Bắc Hà Tán Nhân. Vũ Nhu Tử, hai người tìm được quỷ đăng tự chưa? Vẫn chưa, tiền bối có tin gì không? Vũ Nhu Tử vui sướng nhắn lại. Xin lỗi, ta có hỏi vài đồng đạo, nhưng những người ta quen đều ở phía đông của Hoa Hạ, không ai biết tin gì về thành phố gì, Bắc Hà Tán Nhân nhắn lại cái ai cần cười khổ. Hơn nữa, có một tên rất khó xử lý còn đang quấn lấy ta. Chuyện tiếp theo, e rằng ta không giúp được gì. Không sao, tiền bối cứ bận việc đi. Vũ Nhu Tử cười đáp. Khi đọc được cái tin này, Thư Hàng bỗng thấy bác Hà Tán Nhân đúng là một người đàn ông chẳng đáng tin cậy gì cả. Lúc không cần thì online suốt này, lúc cần thì lại đang bận chuyện gì đó. Tống tiền bối, chúng ta đành tự lực cánh sinh vậy. Vũ nhu tử siết nắm tay nhỏ, làm động tác cố lên. Đáng yêu quá, chẳng hiểu vì sao mà Tống Thư Hàng lại thấy cái cô nhiều hơn mình mấy tuổi này lại đáng yêu đến thế. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì ở đằng trước chợt xuất hiện cả loạt đèn pha. Một dàn xe máy với đủ thứ màu sắc gầm lên, rừm, rừm, lao về phía này như bay. Nghe mấy tiếng gầm lớn thế là đủ biết đám xe này đều được cải tạo rồi. Đội đua xe hả? Thời đại nào rồi chứ? Tống Thư Hàng lẩm bẩm rồi kéo Vũ Nhu Tử đứng sát lề đường. Vũ Nhu Tử vừa nghe thấy ba chữ, đội đua xe, ánh mắt liền sáng rỡ lên. Cần xử lý họ không? Hả, Tống Thư Hàng không hiểu cô đang nói gì. Không phải đua xe là vào tù hả? Đánh xỉu bọn họ rồi quăng vô tù. Vũ Nhu Tử xoa xoa tay, xem chừng đang muốn suốt chiêu lắm. Cô à, cô nói đúng lắm, tôi không biết phản bác sao nữa. Nhưng cuối cùng, Vũ Nhu Tử không ra tay. Trong lúc 7, 8 cái xe máy đó phóng qua chỗ Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử thì đột nhiên có một chiếc dừng lại, ngoặt một vòng điêu luyện rồi đỗ ngay trước mặt Tống Thư Hàng, Phần kính chắn của mũ bảo hiểm được hất lên, lộ ra gương mặt đẹp trai sáng láng. Chương 19, quỷ đăng tự 50 năm trước. Ban đầu Tống thư hàng còn sửng sốt, nhưng khi nhìn rõ cậu thanh niên trên xe máy rồi, hắn lại vui sướng hẳn. Ba Tử, sao mày cũng ở đây? Cậu thanh niên đẹp trai này chính là một trong ba đứa bạn cùng phòng của hắn, Ba Tử. Ba Tử có một cái tên quê mùa chẳng xứng ngoại hình đẹp trai gì cả, cậu ta họ Lâm, tên đầy đủ là Lâm Thổ Ba cái tên này khiến ba tử u sầu suốt mười mấy năm, cậu cảm thấy nó quá là quê. vì cái tên đó mà cậu đấu tranh quyết liệt với bố không biết bao nhiêu năm rồi. thậm chí có lần cậu còn mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư lên cơ quan phụ trách để đổi tên, nhưng bị bố phát hiện kéo về nhà quất te tua. vậy nên ba tử bảo người khác gọi mình là a 3 tiểu ba hoặc là ba tử. thực ra thư hàng thấy tên thổ ba cũng bình thường mà, so với vương nhị đản lưu cầu dư hay gì gì đó thì hay hơn nhiều đừng tưởng cái tên cầu đản là tên đùa người ta bịa ra ở quê thư hàng có người tên như vậy thật chẳng qua người nọ họ vương nên gọi đầy đủ là vương cầu đản vương cầu đản luôn cho rằng mình không phải con ruột của bố thậm chí còn cho rằng bố có thù hận gì với mình chứ nếu không thì sao lại đặt tên con mình như thế vòng về chuyện chính thư hàng hoàn toàn không ngờ lại là gặp ba tử ở đây ông ngoại tao ở thành phố gì tuần này cả gia đình về nhà ông chơi còn mày đấy sao lại tới thành phố gì vậy đương nói thì ba tử liếc mắt nhìn thấy cô nàng chân dài miên man đứng cạnh thư hàng liền vỗ bộc hai tay một cái cậu hiểu rồi ra thằng thư hàng này đi chơi với gái chật chật thư hàng à không ngờ đấy cái thằng hũ nút như mày tán được một cô sinh thế này từ bao giờ vậy mai nhớ phải khao tao ăn một bữa đấy nhé ba tử cười he he đầy gian trá trước câu đùa này của ba tử mặt Tống Thư Hàng vẫn bình tĩnh vô cùng. Đừng có nói lung tung, là bạn tái tao thật thì đã đốt nhang cảm ơn trời đất rồi, đây là chị tao, Vũ Nhu. Chị ấy tới thành phố Di để tìm quỷ đăng tự nhưng không biết đường, nên tao đi cùng để tìm giúp. Thật sao, ba tử nhìn chằm chằm vào Thư Hàng. Thư Hàng nhún vai, Vũ Nhu tử đứng bên cười ngọt ngào. Ha, được rồi, mày nói chị gái thì là chị gái. Ba tử cũng không phải người lắm chuyện. Mày bảo đang tìm chùa, thế đã tìm thấy chưa? Tống thư hàng lắc đầu. Tìm trên mạng mãi mà không ra, nên mới tới khu La Tín để hỏi xem có ai biết không. Nhưng người ở khách sạn cũng không biết nơi này, không biết là bị đổi tên hay bị phá mất rồi. Vậy nên tao định tìm mấy cụ là người địa phương để hỏi xem. Biết đâu lại có tin gì. Thế hả? Thế hay qua bên tao chơi đi, tiện hỏi ông ngoại tao xem, ông ngoại tao là người ở khu La Tín của thành phố gì? không chừng lại biết chùa quỷ gì gì đó. Ha, cái tên xấu thật, có tên như vậy thì chắc chẳng có mấy người tới cúng bái, chắc chắn là đóng cửa rồi. Thổ ba nói, cậu là người cực kỳ chú ý đến chuyện tên. Dù Tống Thư Hàng đang vui lắm nhưng vẫn hỏi trước. Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi chứ. Yên tâm đi, ông ngoại tao hiếu khách lắm. Còn bố thì chỉ mong tao ở bên các bạn học để chăm chỉ học bài, đừng có suốt ngày làm chuyện linh tinh lên đại học rồi mà còn bắt học bài, học bài học bài học bài suốt điên lên mất thổ ba cười he he đừng nhìn cái điệu bực dọc này của cậu ta mà hiểu lầm mối quan hệ giữa thổ ba và bố không tồi chẳng qua là bố thích đánh thôi bố của thổ ba quan niệm rằng thương cho roi cho vọt câu cửa miệng của ông là ngày mưa dầm phải cầm roi quất con dù sao thì cũng chẳng có việc gì làm điều này làm thổ ba có chút thốn thốn cuối cùng thổ ba hỏi thư hàng biết đi xe máy không biết nhưng không có bằng thư hàng đáp. Không sao, chỗ Thâm Sơn cùng cốc thế này ai dối hơi đi kiểm tra bằng lái xe máy chứ? Thổ Ba cười ha ha, rồi quay đầu lại hô: "A à Dũng, mượn xe mày một chút, mày ngồi chung xe với người khác đi." "Ok." Một người thanh niên lưng hùm vai gấu bước xuống, dắt xe tới trước mặt thư hàng. "Cảm ơn." Thư hàng cười nói. A à Dũng phất tay đầy phóng khoáng rồi lên ngồi chung xe với đứa bạn. Chỉ một loáng, đám người kia đã rổ ga phóng đi tống thư hàng ngồi lên chiếc xe đen bóng thử làm quen chân ga vừa đạp khẽ một cái cả thân xe đã chạy phốc về trước tuyệt thật xe này độ lên rồi hả thư hàng phanh lại cười nói xe của cái nhóm đấy đều được tao tự tay sửa lại hết động lực lớn lắm thổ ba cười hắc hắc quên mất cái thằng này là dân kỹ thuật lại còn khéo nghĩ khéo làm dù đồ cậu ta làm chưa đến mức tuyệt diệu quá nhưng thi thoảng vẫn chế ra mấy thứ máy móc thú vị. Vũ Nhu Tử, lên xe, thư hàng quay đầu lại, hô với Vũ Nhu Tử. May mà cô nàng cất vali trong khách sạn rồi, chứ không thì với cái xe máy con con này sao có thể chở được chứ. Vũ Nhu Tử khoát đôi chân dài liền ngồi sau lưng thư hàng. Ở đằng trước, ba tử cười ha ha, gọi. Theo kịp, trong tiếng động cơ gầm rú, hai chiếc xe nối đuôi nhau đi về phương xa. Ông ngoại của Ba Tử là một cụ ông vô cùng thời thượng, còn thích nghịch nghịch máy móc. Cái sở thích của Ba Tử xem chừng được kế thừa từ ông. Bởi vì ông thời thượng nên rất dễ làm thân với đám trẻ tuổi. Quỷ Đăng Tử, giờ mấy đứa thanh niên còn có người biết chỗ đó hả? Ông ngoại của Ba Tử cười lên sang sảng. Nghe vậy, thư hàng liền biết có tin tức rồi. Thư hàng vội hỏi: "A gia có biết Quỷ Đăng Tử ở đâu không ạ?" A gia là cách gọi ông ở vùng Giang Nam hoặc vài vùng lân cận thành phố Di. Giờ chẳng mấy ai biết chỗ đó nữa, đều là chuyện của 60 năm trước. Người biết phần lớn đã vào quan tài rồi, vậy nên mấy đứa đa phần đều chưa được nghe về ngôi chùa ấy. Ông ngoại của thổ ba đưa mọi người lên cửa sân, chỉ về phía đông. Hai đứa cứ đi về hướng đông, đi chừng hơn 700 mét thì thấy một cánh rừng, đi vào trong đó sẽ thấy một ngôi mộ lớn, đấy chính là nơi từng có quỷ đăng tự. Mộ, quỷ đăng tự là một ngôi mộ sao? Theo bản năng, Thư Hàng hỏi ra một câu vô cùng ngốc nghếch. Quỷ đang tự bị phá rồi sao? Vũ Nhu tử trợn tròn mắt, cô đã nghe hiểu mọi chuyện. Đúng vậy, hơn 60 năm trước, nó bị người san bằng, bởi người kia muốn xây một ngôi mộ lớn cho mình. Ông ngoại của thổ ba nói. Ra là chuyện của 60 năm trước, khi ấy đến TV còn chưa được phổ cập, không giống thời đại Internet của bây giờ, chuyện bé tin hi nào cũng có thể loan ra cho mọi người biết do đó mà không có chút thông tin nào về quỷ đăng tự, thanh niên ở địa phương của không biết, chỉ còn vài cụ ông cụ bà là rõ chuyện năm ấy. Nhưng theo cháu được biết, quỷ đăng tự là tài sản tư nhân mà. Có người mua nó từ lâu lắm rồi, Vũ Nhu tử hỏi. Cô bé này biết nhiều thật, ông ngoại thổ ba nhớ lại. Thực ra, đất của quỷ đăng tự vốn thuộc về một tên bóc lột họ Hoàng, chính là chủ của ngôi mộ lớn, Hoàng Đại Căn. Hơn 60 năm trước, hắn bán lại quỷ đăng tự cho người khác nhưng trước khi bán hắn vốn đã định ủi sập chùa để tự xây mộ cho mình đúng lúc hắn định làm thế thì có người tới mua hoàng đại căn liền tiện thể bán luôn mấy năm sau thấy người kia không quay về hắn liền yên tâm mà phá quỷ đăng tự xây mộ cho mình vô liêm xỉ đến vậy sao tống thư hàng nói ông ngoại của thổ ba thở dài tên bóc lột đó đúng là vô xỉ không biết bao nhiêu người giàu có bị hắn lừa rồi biết sao được chứ người ở vùng khác tới vừa ngốc vừa lắm tiền. Tống thư hàng lặng lẽ nhìn Vũ Nhu tử, hắn đoán, người mua chọn quỷ đang tự rất có thể là trưởng bối của Vũ Nhu tử. Nhưng là trên gương mặt Vũ Nhu tử chẳng hề lộ vẻ giận dữ, cô chỉ thở dài. Vậy cái tên họ Hoàng đó, chắc là chết số xương rồi nhỉ? Chương 20, linh quỷ. Sao cháu biết? Ông ngoại của thổ ba tò mò hỏi. Đúng là tên họ Hoàng kia xây mộ xong, vừa mới dựng bia thì 7 ngày sau chết thật. Thế rồi chưa đến một năm, một nhà mười miệng ăn của tên họ Hoàng đều lần lượt chết sạch. Quanh đây ai cũng bảo chuyện này đúng là kỳ quái. Cái tên họ Hoàng ấy đúng là xây mộ để chôn cả nhà thật. Bởi vì ở quỷ đăng tự có một linh quỷ sắp trưởng thành, do vậy mà mới có cao nhân mua lại ngôi chùa đó, tạo phong ấn, hòng tránh việc linh quỷ hại người. Nhưng là có người dỡ chùa xây mồ trên đó chẳng khác nào động thổ trên đầu thái tuế. Linh quỷ dựa vào khí tức trên bia mộ để tìm chủ nhân và những người trong nhà, nuốt sạch tinh khí của họ. Mới chết cả nhà chứ chưa chết cửu tộc là còn may. Vũ Nhu tử đáp, đây đều là những thông tin không cần giữ bí mật với người thường nên cô cứ vậy nói thẳng. Ông ngoại của thổ ba trầm mặc hồi lâu, rồi nhìn chằm chằm vào Vũ Nhu tử, thốt ra hai chữ. Mê tín? Cháu à, phải tin vào khoa học, tri thức mới là sức mạnh. Đừng có mê tín dị đoan như thế. Ông ngoại của thổ ba không hổ là một cụ ông thời thượng. Phụt Thư Hàng không nhịn được, cười thành tiếng. Nhưng sau khi cười xong, hắn lại thấy lạnh lẽo. Chẳng nhẽ đơn giản chỉ là mê tín sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Vũ Nhu Tử bỗng nhiên ngượng chín mặt, xấu hổ chết mất, đôi khi da mặt cô mỏng lắm. May mà ông ngoại của Thổ Ba không để ý cái đề tài này lắm, ông là người rất dễ nói chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện nào cũng biết rất nhiều. Thư Hàng và Vũ Nhu Tử chơi ở nhà ông ngoại Thổ Ba tới tận 9 giờ cả khách cả chủ đều vui vẻ. Sau đó, Thư Hàng mượn thổ ba một chiếc xe máy để hắn và Vũ Nhu Tử có thể về khách sạn. Nghỉ sớm đi, Thư Hàng cảm thấy long rong suốt cả ngày nay, hắn mệt lắm rồi, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi chào tạm biệt Vũ Nhu Tử, hắn về phòng nghỉ ngơi. Vũ Nhu Tử vẫy vẫy tay, miệng cười ngọt ngào. Vào lúc nửa đêm, tiền bối, dậy dậy, dậy dậy. Trong cơn mơ, Tống Thư Hàng cảm thấy có một bàn tay lành lạnh vỗ vỗ mặt mình. Hửm, để tôi ngủ thêm chút đi, buồn ngủ quá. Tống Thư Hàng cố gắng phất tay, đẩy thứ đang vỗ mặt mình đi. Tiền bối, dậy mau, sắp đến giờ rồi. Đôi tay nhỏ nhắn ấy tiếp tục dai dai mặt hắn. Bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh, lúc ốp lên mặt dễ chịu vô cùng. Thư Hàng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành đành phải mở mắt, kế đó, hắn nhận ra một cô nàng xinh đẹp đang đứng bên cạnh giường mình dùng cố sức gọi mình người đó chính là vũ nhu tử có lẽ đây chính là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy cả ngày nay hắn ở bên một đại mỹ nhân như vũ nhu tử nên tối về mơ thấy cô ta vỗ mặt mình giấc mơ kỳ lạ gì vậy mình mơ thấy một người đẹp chỉ mơ thấy cô ta vuốt mặt mình giấc mơ kỳ lạ mau biến đi để ta còn ngủ tiếp vì thật sự quá buồn ngủ rồi vì thế tống thư hàng chỉ nhắm mắt ngủ tiếp tiền bối, dậy nào, đây không phải là mơ vũ nhu tử kẹp chặt hai má của thư hàng, cố gắng dai dai. Địch, không phải mơ, đúng là vũ nhu tử mò vào phòng mình giữa cảnh đêm hôm khuya khoát. Mà điều quan trọng hơn là, chỉ mình hắn có thể phòng nha, vũ nhu tử vào bằng cách nào. Đây là tầng 23 đó. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, hiện tại là 11 giờ đêm. Cô à, đêm hôm mò mò vô phòng người ta thế này, dễ gây hiểu lầm lắm đó. Gì đấy, Tống Thư Hàng gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi. Chúng ta đi quỷ đăng tự đi, Vũ Nhu Tử đáp. 12 giờ khuya là dễ tìm linh quỷ nhất. Hả, linh quỷ? Ôi cô à, cô trèo đèo lội suối tới thành phố Di xa xôi tìm quỷ đăng tự, là để bắt linh quỷ gì gì đó sao? Đùa nhau à? Hắn cứ tưởng có việc hệ trọng gì nên Vũ Nhu Tử mới tìm quỷ đăng tự. Hắn chẳng thể ngờ rằng sẽ có người không quản đường xá xa xôi, tới thành phố Di chỉ để bắt linh quỷ. Nhưng hắn thật sự không chịu nổi việc làm của Vũ Nhu Tử. Được rồi, được rồi, tôi dậy ngay đây, cô có thể lui lại một chút không? Tống Thư Hàng cười khổ, tuy anh không có thói quen ngủ khỏa thân, nhưng mặc độc một chiếc quần nhỏ, ngại bò ra đứng trước mặt con gái. Lại nói, nửa đêm canh ba mò vào phòng đàn ông con trai, cô này không sợ hắn nổi cơn cầm thú sao? Ờ, mà có lẽ Vũ Nhu Tử không sợ thật với cái công lực tung cước hạ chấp nhoáng năm cơn ma men, tống thư hàng mà nổi cơn cầm thú thì chỉ có rơi vào kết cục bi kịch. Vũ Nhu Tử chớp chớp mắt, gật gật đầu, sau đó cô quay người lại, không nhìn tống thư hàng. Tống thư hàng, thư hàng có chút bất đắc dĩ, hắn xuống giường mặc đồ ngủ vào. Sau đó vào phòng tắm thay đồ, rửa mặt cho tỉnh táo. Dù sao thì cũng đi với người ta tới thành phố gì rồi, giờ cứ chiều theo mấy ý tưởng điên rồ của cô ấy thôi, coi như là liều mình bồi quân tử. Đi xe máy qua hả? Tống Thư Hàng hỏi. Ừm, Vũ Nhu Tử gật đầu, cô kéo theo cái vali to ủnh của mình. Tống Thư Hàng. Cô xách theo cái vali to thế, không sao chứ? Vũ Nhu Tử nâng tay lên, vụt một cái liền dơ vali lên đầu mình một cách nhẹ bẫng như lông vũ. Không thành vấn đề, không tốn chỗ đâu. Tống Thư Hàng cảm thấy đầu gối mình lại nhũn ra tiếng xe máy gầm rú giữa đêm quầy dày cơn mộng mị của bao người khác tống thư hàng quyết đoán rổ ga phóng vút khỏi khách sạn dựa theo hướng chỉ của ông ngoại thổ ba chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến được khu rừng nơi này không khó tìm chẳng qua ở đây là ngôi mộ nên chẳng ai biết đây là quỷ đăng tự trước đây không thể tiếp tục đi bằng xe nữa phía trước chỉ có thể đi bộ cần tôi giúp không tống thư hàng hỏi tiền bối yên tâm một con linh quỷ thôi mà không làm hại ra được đâu. Loáng cái là xử lý xong, tiền bối đứng cạnh trợ trận cho ra là được. Vũ Nhu Tử cười hì hì đáp lại. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi tới khu vực chôn cả nhà của người đàn ông họ hoàng kia. Một ngôi mộ hình ghế dựa cực lớn là cái kiểu mộ rất thịnh hành hồi năm, 60 năm trước. Không biết có phải năm ấy tên họ hoàng biết cả nhà mình sắp chết không mà xây mộ rất to, vừa đủ cho cả bốn đời, tổng cộng 14 người trong nhà chôn cùng giờ đang lúc đêm khuya thành thử bãi tha ma càng có vẻ lạnh lẽo tống thư hàng siết chặt áo khác của mình thầm nghĩ chẳng nhẽ gặp quỷ thật phía đầu bên kia vũ nhu tử đã bắt đầu hành động cô mở cái vali to hình ra trong đó tỏa ra sáng lóng la lóng lánh tống thư hàng nhìn rõ trong đó xếp lần lượt từng miếng từng mảnh ngọc đoán chừng phải hơn trăm miếng còn có một cái chuông màu vàng tím giống đồng mà không phải đồng giống vàng mà không phải vàng nhưng khiến người ta cảm thấy thứ này chắc chắn là đắt lắm phù vũ nhu tử nhẹ nhàng thở ra một hơi dù trời không có gió nhưng mái tóc đen dài của cô vẫn có thể vùng vẫy trong oai hùng vô cùng sau đó vũ nhu tử rút từ vali ra một cây côn kim loại màu bạc cắm quanh ngôi mộ lớn khắp một vòng cây côn bạc đó trông có vẻ cũng đắt lắm cô tiếp tục rút một dây bùa từ vali quấn quanh cây côn nọ thế mà vẫn chưa xong cô lại tiếp tục lấy mấy loại bột phấn rắc quanh ngôi mộ những bột phấn này không biết làm từ gì mà rắc xong lại tỏa ánh sáng nhàn nhạt, nhạt nom rất đẹp tống thư hàng tìm một tảng đá sạch để ngồi bên vừa ngồi vừa nhìn vũ nhu tử làm đủ trò quanh ngôi mộ cứ thế cơn buồn ngủ trong hắn càng lúc càng dâng lên hắn cảm thấy mắt mình bắt đầu mơ màng rồi chẳng biết đã qua bao lâu khi tống thư hàng mơ màng mở mắt thì thấy vũ nhu tử đang nhẹ nhàng nhảy múa quanh ngôi mộ nửa đêm nửa hôm, đi nhảy ở bên mộ, sở thích của cô nàng này cũng đặc biệt thật đó. Hửm, quanh cô ấy hình như có hai luồng sáng xanh bay qua bay lại, nhưng đang phụ hỏa của Vũ Nhu tử vậy, trông rất dễ nhìn. Tiếc rằng cái cảnh này không thể đẹp nổi, bởi cái bối cảnh là bãi tha ma khiến nó bỗng trở nên quỷ dị. Cảnh sắc đặc biệt thế này, phải quay lại để giữ kỷ niệm mới được. Thư hàng thò tay vào túi áo lấy di động, tống thư hàng đúng là lớn gan, Người thường nhìn cảnh này chắc sợ tè ra quần rồi ấy chứ, vậy mà hắn còn muốn quay lại. Do còn đang ngái ngủ, nên hắn hơi cứng tay, làm di động trượt khỏi túi áo, rơi bột xuống đất. chương 21, Độc Long Thảo, thật nguy hiểm. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng nhảy lên nhưng trong lòng lại có chút buồn bực, cô mà lại bị một linh quỷ ra oai ngay trước mặt mình. Cô biết được chuyện quỷ đăng tự và linh quỷ là bởi vì cô đã đọc được bản ghi chép của cha mình. Nhiều năm trước, cha của cô khi đi qua nơi này đã nhìn thấy một con linh quỷ trưởng thành thực ra linh quỷ là một thứ hiếm có mặc dù linh quỷ trưởng thành chỉ là hạ đẳng nhưng sau khi khế ước với con người thì nó và chủ nhân sẽ tâm linh tương thông và có thể cộng hưởng năng lượng nói cách khác một con linh quỷ bậc thấp sẽ có nhiều hơn người bình thường một phần năng lượng dự trữ nhưng mà một con linh quỷ hạ cấp chỉ có thể tăng lên được đến tam phẩm khi cấp bậc của linh quỷ tăng đến cấp trung phẩm thì nó sẽ có một lực công kích đáng kể hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm như nhà tu tiên bình thường, nếu linh quỷ có thể tăng đến lục phẩm thì nhà tu chân sẽ có được một trợ thủ đắc lực. Hơn nữa linh quỷ cấp bậc trung phẩm đều có một hai kỹ năng thiên phú, những kỹ năng này có đủ loại, nếu may mắn không chừng có thể làm cho khả năng chiến đấu của chủ nhân tăng lên nhiều lần. Về phần linh quỷ cấp bậc thượng phẩm thì đã có được trí tuệ không kém gì người bình thường, tốc độ tu luyện thậm còn nhanh hơn cả nhà tu chân thậm chí nó còn có thể tu luyện một số quỷ pháp pháp thuật của quỷ tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể độ kiếp thành quỷ tiên, lúc này có thể sử dụng thuật phân thân giống như bí pháp trong truyền thuyết. Nhưng mà linh quỷ cấp bậc thượng phẩm có thể không tồn tại. Nhìn chung trong vài năm trở lại đây, số lượng thượng phẩm linh quỷ được ghi chép lại còn chưa đủ năm đầu ngón tay. Ngoài ra thì linh quỷ ngoài trung phẩm còn có thể tôi luyện năng lượng của chủ nhân, bất kể là huyết khí chân khí hay linh khí chỉ cần năng lượng chung của linh quỷ và chủ nhân có cùng thuộc tính thì sẽ được linh quỷ tôi luyện trở nên thuần khiết hơn, chất lượng hơn. Một khi khí ước được thiết lập, thì cho dù có mệt nhọc linh quỷ cũng sẽ không oán hận. Ngoại trừ sẽ không làm ấm giường, không thể sinh con cho chủ nhân thì linh quỷ quả thật là một người bạn đồng hàng tuyệt vời nhất. Đáng tiếc, số lượng linh quỷ rất ít, ở cổ đại đã rất ít nhìn thấy, còn ở xã hội hiện đại thì gần như là tuyệt tích. Năm đó, khi Linh Điệp Tôn giả nhìn thấy linh quỷ đã rất kinh ngạc, thời đại này mà còn có thể nhìn thấy linh quỷ hoang dã thì có thể so với việc phát hiện rồng còn sống ở giữa thành phố lớn. Chỉ tiếc lúc ấy linh quỷ đó vẫn chưa trưởng thành, cho nên Linh Điệp Tôn giả đã mua quỷ đăng tự, rồi phong ấn linh quỷ đó chờ nó trưởng thành. Với hắn mà nói, trình độ của linh quỷ loại này thực sự vẫn còn quá yếu, cho dù có trưởng thành cũng không chắc sẽ dùng được. Nhưng hắn sắp có con gái, linh quỷ này giữ lại mai sau cho con gái hắn dùng nhưng về sau linh điệp tôn giả lại dường như quên mất việc này không nhắc tới linh quỷ với con gái có lẽ đối với hắn mà nói sự tồn tại của linh quỷ thật sự quá tầm thường cho đến khi vũ nhu tử bất ngờ tìm được bản ghi chép này của cha mình cho nên thừa dịp cha cô bị đào ba lãng liên tục gây sức ép cô mới lặng lẽ chuẩn bị một mình đến thành phố di chuẩn bị bắt con linh quỷ này từ lúc bắt đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng vũ nhu tử lại không ngờ tới là trong quỷ đăng tự cư nhiên có tới hai con linh quỷ khi cô bắt lấy một con linh quỷ thì con thứ hai núp trong bóng tối đánh lén cô một cái rõ ràng cha chỉ phong ấn có một con linh quỷ tại sao lại thành hai một con khác là do ai bỏ vào ngoài ra chỉ là một con linh quỷ lại làm cho cô kinh ngạc cô sao có thể không buồn phiền được sao muốn thu phục linh quỷ có hai cách một là cảm hóa chúng cùng linh quỷ sớm chiều ở chung Đến một lúc nào đó khi tình cảm đủ rồi thì có thể thuận lợi thu phục linh quỷ. Kiểu phương pháp này nhất định cần có khí phách và mị lực. Đặc biệt nếu mị lực quá thấp, rất có thể không những thất bại trong lúc bồi dưỡng tình cảm với linh quỷ mà còn biến chính mình thành thức ăn cho linh quỷ. Một cách khác là dùng bạo lực, ai mạnh hơn chính là đạo lý. Thô bạo nhưng đơn giản, gặp phải linh quỷ thì hung hăng đánh một trận nhưng không thể đánh chết nó, tự nhiên có thể thu phục. Cách mà Vũ Nhu Tử dùng chính là cách sau. Cô là chiến vương hậu thiên tam phẩm, một thân chân khí đã ngưng tụ như sông lớn, cuồn cuộn không ngừng, nắm đấm mạnh muốn chết. Hơn nữa cô có một người cha rất trâu bò, trên người còn mặc trang bị thần thánh, gặp thần giết thần, gặp quỷ chém quỷ. Linh quỷ đánh lén làm cho cô hoảng loạn nhất thời nhưng đã khôi phục lại rất nhanh chóng. Phù tới, vũ nhu tử khẽ hô, hai tay cùng lúc bắn hai lá bùa vàng rực về phía hai con linh quỷ vốn cô cũng lời dùng phù chú nhưng cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt hai con linh quỷ kia lại khi lá bùa tiếp xúc với hai con linh quỷ trên người chúng bốc lên khói màu xanh tiếng xèo xèo đi cùng với tiếng la thảm thiết của chúng sau đó chúng yếu dần nhân cơ hội đó vũ nhu tử liền động thủ hai tay không ngừng công kích trên người linh quỷ đánh bại chúng nó cùng với mỗi trường đánh ra trên người linh quỷ truyền đến tiếng thân thể đang vỡ ra nhìn qua cũng không dễ dàng gì đây là vũ nhu tử đã hết sức khống chế sức lực của mình bởi vì cô phải thu phục được linh quỷ nên chỉ làm chúng bị thương chứ không lấy đi tính mạng của chúng nếu cô dùng toàn lực thì chỉ cần một trường cũng đủ làm cho linh quỷ hồn phi phách tán hai con linh quỷ bị dồn ép đến cực hạn phải sử dụng lá bài tẩy của mình hú một con linh quỷ bỗng kêu to cùng lúc đó trước người hắn hiện lên một lá chắn màu vàng kim hắn nhanh chóng vào tới tấn công vũ nhu tử một con khác cũng giống to sau đó có một trận hồng quang chiếu trên người nó thân thể của hắn lập tức to lên gấp đôi pháp thuật thiên phú quả nhiên hai con linh quỷ đều đã ngoài cấp bậc trung phẩm cái này chính là lá bài tẩy của các ngươi vũ nhu tử ánh mắt sắc bén hai tay hợp lại cổ tay trụng lại bàn tay tạo thành hình hồ điệp nếu như các ngươi chỉ có như vậy thì hãy chịu khuất phục trước ta đi kỹ năng bí mật của linh điệp trong lòng bàn tay cô chính là điệp vũ cấp bậc nhị phẩm chân sư chuyên dùng để phá các loại lá chắn phòng hộ. Chỉ là một con linh quỷ chưa tu luyện bao giờ đang thi triển thiên phú làm lá chắn bảo vệ, cho nên cô phá được dễ như chơi. Sau khi cô đánh ra một trường, lá chắn bị nghiền nát, linh quỷ ngưng tụ ra lá chắn cũng bị thương, ngã xuống đất không dậy nổi, bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết nứt. Hiện tại chỉ cần vũ nhu tử thi triển khế ước thì có thể định ra khế ước. Đúng lúc này, con linh quỷ toàn thân phát ra hồng quang bỗng vào tới kéo linh quỷ bị ngã dưới đất lên đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Vũ nhu tử thực lực cao cường nhưng kinh nghiệm đối địch chưa đủ, đã để cho hai con linh quỷ trong tay cô trốn thoát. Sau khi con linh quỷ kia to lên gấp đôi thì hình như thực lực cũng tăng lên không ít, thế nhưng lại đụng phải khốn linh trận mà vũ nhu tử đã bày ra. Trận bị phá, hai con linh quỷ quay qua tấn công tống thư hàng, chúng nó muốn hấp thụ khí huyết của người sống để khôi phục thương thế sau gió sẽ quyết đấu một trận sinh tử cùng nữ tử kia. Về phần chạy trốn, hai con linh quỷ cơ bản là không nghĩ tới, nếu như có thể thoát khỏi nơi này thì chúng nó đã không ở tại chỗ này hơn 60 năm. Linh quỷ trung phẩm có trí tuệ không thấp. Lúc này Tống Thư Hàng vừa lúc bị rớt điện thoại, đang cúi xuống để nhặt. Không ổn rồi, Tống tiền bối. Trong lòng Vũ Nhu Tử quính lên, chân phải dẫm mạnh lên mặt đất một cái, như hóa thân thành hồ điệp, đánh về phía hai con linh quỷ nhanh như chớp. Chỉ là hai con linh quỷ đã đánh thức thiên phú, năng lực và tốc độ bộc phát cực hạn, thậm chí chúng còn không để ý tới đòn công kích của Vũ Nhu Tử, hung hăng vọt về phía của thư hàng. Chúng nó đây là chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Mắt thấy hai con linh quỷ sắp bổ nhào tới trước mặt, nhưng Tống Thư Hàng lại không thấy hoang mang, trước tiên hắn nhặt điện thoại di động của mình lên, lại mở đèn điện thoại ra chiếu xuống dưới đất, trong lúc xoay mình vừa rồi hắn mơ hồ thấy được một loại thực vật kỳ quái. Khi đèn điện thoại dọi xuống, hắn thấy rõ hình dạng của gốc thực vật giống như một con rồng uốn lượn. Ngọn cây lại có gai nhọn, chỗ dễ cây hiện lên tử sắc. Đây không phải là độc long thảo mà dược sư đã nói tới ở trong nhóm cửu châu số một sao. Tống Thư Hàng không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm lấy cây cỏ, dùng sức kéo lên cả dễ lên, nếu như để Vũ Nhu Tử nhìn thấy thứ này, thì nhất định cô sẽ nghĩ cách đưa cho dược sư. Đến lúc đó, dược sư lại bỏ thứ này đưa vào trong lò luyện chế thành thuốc uống xong thì sẽ chết người ấy nhỉ. Cho nên trước khi không biết thứ này có nguy hiểm gì tới tánh mạng hay không, Tống Thư Hàng cho rằng tuyệt đối không được để Vũ Nhu Tư phát hiện ra những cây cỏ này. Phanh, chương 22, món quà bất ngờ. Theo như những gì Vũ Nhu Tử thấy, ngay tại lúc hai con linh quỷ hung tợn phóng tới trước mặt Tống Thư Hàng thì người không chút hoang mang, bình tĩnh xoay người nhặt điện thoại lên, sau đó nhổ một gốc độc long thảo lên. Loại bình tĩnh thong dong này của Tiền Bối cứ như là hai con linh quỷ hung tợn đang lao tới trước mặt hắn chỉ là rác rưởi, căn bản không đáng nhắc tới. Độc long thảo cũng không phải loại dược liệu quý hiếm gì cho cam, thế nhưng gốc độc long thảo này rõ ràng không phải mọc hoang, mà là khi xưa có người cố ý trồng xuống để làm mắt trận. Một khi bị nhổ lên thì sẽ triển khai một lá chắn trận pháp vô hình hai con linh quỷ muốn tấn công tống thư hàng bị đập lên trên lá chắn trận pháp giống như ruồi bọ bay trúng lưới điện sau khi rung lên bành bạch một cái là ngã lăn quay ra mặt đất không ngóc lên được nữa rõ ràng đã mất đi khả năng chống cự thật thật lợi hại trong lòng vũ nhu tử thầm than nàng đang cảm thán nhãn lực của tống tiền bối nàng ở nơi này bố trí cả buổi trời cũng không thể phát hiện được ở nơi này còn che giấu một trận pháp tống tiền bối phát hiện khi nào thấy nhỉ gốc độc long thảo kia là một mắt trận áp trận của một trận pháp cường đại. Khác với những mắt trận dùng để cung cấp năng lượng cho trận pháp bình thường, mắt trận áp trận chính là chốt mở trận pháp, một khi bị nhổ lên thì trận pháp sẽ khởi động. Đây là do cha của cô đã bố trí hơn 60 năm trước. Xem ra, năm đó cha cô đã bố trí một trận pháp phong ấn hai tầng ở quỷ đăng tự. Một tầng là khốn linh trận pháp đơn giản, chỉ hạn chế phạm vi hoạt động của linh quỷ. Thiết lập ở bên trong chùa, sau khi quỷ đăng tự bị san bằng thì nó đã mất đi hiệu lực. Một tầng khác là trận pháp phong ấn cực mạnh, bình thường nằm ở trạng thái ẩn giấu. Nhưng chỉ cần nhổ độc long thảo lên thì sẽ kích hoạt, đây là đại trận dùng để hàng phục linh quỷ, một khi mở trận pháp này ra thì linh quỷ bên trong quỷ đăng tự cũng sẽ bị hàng phục và phong ấn. Tống tiền bối vừa tới đây đã phát hiện ra trận pháp thứ hai này rồi sao? Hắn nhìn như tùy ý chọn ngồi ngay bên cạnh mắt trận, để phòng cô gặp phải chuyện gì không hổ là tiền bối, mình vẫn còn rất nhiều điểm cần phải học tập. Vũ Nhu Tử nghĩ thế, đồng thời nhảy vào tới, đạp hai con linh quỷ suy yếu ở dưới chân. Sau đó, cô lấy ra hai hạt châu phát ra hàn khí từ trong vali to của mình. Phong hồn băng châu, đây là bảo vật dùng để phong ấn linh quỷ, phong ấn linh quỷ ở bên trong đó, tiếp theo lại chuẩn bị dùng trận pháp khí ước tương quan, là có thể thành lập khí ước với linh quỷ rồi. Vũ Nhu Tử vì đề phòng mình lại phạm phải sai lầm trong lúc phong ấn, cho nên đã mang theo rất nhiều phong hồn băng châu tới đây. Cô kẹp hai hạt băng châu ở giữa ngón tay, hai tay nhanh chóng bắt quyết tạo thành rất nhiều thủ ấn. Phong, khẽ hô một tiếng, hai con linh quỷ bị trọng thương không có chút khả năng phản kháng nào, bị tách ra nhốt bên trong hai hạt phong hồn băng châu. Tống Thư Hàng mở to hai mắt ra nhìn, ở phía trước, hai luồng ánh sáng màu xanh vây quanh vũ nhu tử bị hút vào bên trong hai hạt băng châu kia. Cảnh tượng thế này vô cùng huyền ảo. Bất kỳ tri thức khoa học nào cũng không thể giải thích những chuyện xảy ra trước mắt. Tống Thư Hàng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này, thế giới quan đã hình thành suốt 18 năm của hắn đã sụp đổ hơn phân nửa. Lẽ nào, trên thế giới này thật sự có quỷ quái tồn tại? Loại chuyện mà khoa học cũng không thể nào giải thích được rõ ràng thế này, có lẽ chính là một loại tư thái đặc biệt tồn tại ở giữa nhân gian giống như trong truyền thuyết vẫn hay nhắc tới. Tiền bối, lần này thật sự phải cảm ơn người rất nhiều. Nếu như không có người giúp đỡ thì sợ là hai con linh quỷ lần này đã chạy thoát rồi. Nếu như để cho chúng nó chạy thoát thì chúng sẽ không quay về nơi này nữa, lần sau muốn tìm được chúng nó sẽ phiền phức lắm. Vũ Nhu Tử vô cùng cảm kích. Ha ha! Tống Thư Hàng cố gắng ngượng cười, lúc này ngoài việc cười trừ ra thì hắn còn có thể nói được gì nữa đây. tiền bối, đúng lúc số lượng linh quỷ ở đây có hai con, ta chỉ dùng một con là đủ rồi, còn còn lại ta sẽ tặng cho người. tuy rằng với tu vi của người có thể sẽ không cần đến nó, nhưng người có thể tặng nó cho đời sau hoặc đệ tử của người cũng được. vũ nhu tử là một người vô cùng hào phóng, linh quỷ trung phẩm giá trị liên thành cô cũng có thể thoải mái tặng cho tống thư hàng mà không nhíu mày một cái tôi còn chưa có bạn gái thì đào đâu ra đời sau. Thứ này quá chân quý, ta không thể nhận được. Tống Thư Hàng nói với vẻ chân thành, ôi mẹ ơi, bên trong hạt châu kia là quỷ đó. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn đang ở trong giai đoạn bán tin bán nghi, nhưng lỡ như bên trong thật sự là quỷ thì sao? Lỡ như con quỷ đó thoát ra thì sao? Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn chỉ là một người bình thường, căn bản không có cách nào đối phó với quỷ được, nhất định sẽ bị con quỷ đó hút cạn tinh huyết chết mất. Thứ này, không thể nhận được đâu nhỉ. Xin tiền bối hãy nhận cho, lần này đi tới quỷ đăng tự, tiền bối người đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu như người không nhận lấy con linh quỷ này thì trong lòng ta sẽ cảm thấy khó chịu lắm, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với việc tu hành về sau. Vũ Nhu Tử nói rất chân thành, sau đó nhét thẳng hạt phong hồn băng châu kia vào trong tay Tống Thư Hàng, không để hắn cự tuyệt. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, ở giữa khí trời oi bức thế này, hắn cảm thấy toàn thân đột nhiên mát lạnh. Nếu như mùa hè mà mang thứ này bên người thì chẳng khác nào mang theo một cái máy lạnh cả. "Đi thôi, chúng ta trở về đi." Vũ Nhu Tử nhoẻn môi cười, nhanh chóng thu dọn những thứ đã bày ra ở bãi tha ma bỏ vào trong vali, vui vẻ đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chỉ có thể nhét Phong Hồn Băng Châu vào trong túi, món quà này cũng là tấm lòng của Vũ Nhu Tử thôi thì cứ nhận lấy đi vậy. Cuống hồ gì thứ này đã bị phong ấn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không chui ra được đâu nhỉ. Hắn nghĩ là như thế. Trở về ngủ bù thôi, sau đó sáng ngày mai chúng ta tới nhà ga mua vé xe, chuẩn bị trở về. Tống thư hàng nói. Ừ, đã đạt được mục đích, cho nên tâm trạng của Vũ Nhu tử rất tốt. Hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, xuyên qua một cánh rừng nhỏ. Ối! Vũ Nhu tử đột nhiên kêu lên sau đó cô cúi đầu nhìn xuống chỗ chân của mình. Chiếc giày trên chân phải không biết đã bị rách từ khi nào, đế giày cũng rơi xuống. Là lần cuối khi cô đuổi nhanh theo hai con linh quỷ, làm cho giày bị hư. Tống Thư Hàng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Hửm, giày bị hư mất rồi. Vũ Nhu Tử giơ chân phải của mình lên, đế giày rơi xuống, lộ ra bàn chân nhỏ nhắn của cô, ngón chân nhỏ nhắn trắng muốt ngọ người. Tôi đỡ cô đi, xe máy ở phía trước thôi. Ngoài ra tôi nhớ ở gần khách sạn có một khu mua sắm, lát nữa chúng ta tới đó xem thử có giày hay không." Tống Thư Hàng cười ha hả. Một lát sau, xe máy lại nổ vang lần nữa, chờ hai người bọn họ chạy xa khỏi bãi tha ma quỷ đăng tự. Vũ Nhu tử xách chiếc vali to đùng, dựa ở sau lưng Tống Thư Hàng, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng rất vui vẻ. Tống Thư Hàng cảm giác, bác gái bán giày ở khu mua sắm này thật sự là một người phụ nữ lạnh lùng. Tống Thư Hàng Bác gái, đôi giày nữ này bao nhiêu tiền thế? Bác gái nhíu mày, lạnh giọng đáp. 40. Đắt thế, 20 có bán không? Tống thư hàng trả giá không chút kiêng rè. Ở mấy khu buôn bán thế này, mua đồ trả nửa giá thì nhất định không sai vào đâu được. Được. Bác gái kia cười lạnh. Cậu muốn mua chiếc trái hay chiếc phải? Tống thư hàng. Gạch nối. Ha ha ha. Vũ nhu tử đứng bên cạnh cúi người cười lớn. Cuối cùng Tống Thư Hàng chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra 40 tệ để mua đôi giày nữ này cho Vũ Nhu Tử thay. Hai người lên xe, chạy về phía khách sạn. Trên đường đi, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, lại nói, vừa rồi tôi có làm gì phải tội với bác gái kia sao? Sao cứ có cảm giác bà ấy cười lạnh với tôi mãi thế? Cười tới mức tôi thấy sống lưng lạnh toát. Ta không biết gì hết. Vũ Nhu Tử cười hì hì nói, "Tiền bối người lịch lãm ở đời này vẫn còn chưa đủ đâu. Cô nghĩ thầm trong lòng. Khu mua sắm, bác gái kia ngạo kiều hư lạnh. Năm nay bà đây mới có 29 tuổi lẻ 114 tháng, thế mà dám gọi bà là bác gái. Không bán giá 250, đồ ngốc cho chú mày là may lắm rồi. Hừ, bãi tha ma quỷ đăng tự. Sau khi hai người tống thư hàng đi khỏi thì có một bóng người đi ra từ trong rừng. Bóng người nọ thở dài, lấy một điếu thuốc ra, run rẩy châm thuốc, cười khổ, nụ cười khổ của hắn dù sao vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách, nhưng vẫn có phần chua chát như cũ. Bóng người nọ đúng là tên đàn chủ kỳ quái nọ, hắn vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ hành động. Nhưng mãi tới sau cùng, cơ hội mà hắn chờ đợi cũng không xuất hiện, có muốn cũng không làm được gì. Từ đầu chí cuối, hắn nấp ở bên cạnh trở thành kẻ qua đường nhìn xem, trơ mắt nhìn Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng mang linh quỷ đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 23, thủ đoạn của Linh Điệp Tôn Giả Thực lực của đối phương đã vượt qua những gì đàn chủ tưởng tượng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hắn. Cô nàng kia tùy tiện đánh ra một trường mà đã có uy lực đáng sợ nhường ấy. Thiên phú lá chắn vàng mạnh mẽ của Linh Quỷ dưới bàn tay của cô nàng kia lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Không chỉ như thế, phù chú mà cô gái kia lấy ra trong lúc đối phó với hai con Linh Quỷ cũng là loại cao cấp nhất, Hắn có lao ra thì cũng phải mất nửa cái mạng. Ít nhất cũng phải có thực lực chân sư nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã là chiến vương hậu thiên tam phẩm trong truyền thuyết rồi. Lại còn trẻ tuổi như thế. Đàn chủ cảm giác mình sống bấy nhiêu tuổi đều uổng phí cả rồi. Mặc kệ là thực lực hay bảo vật, hắn đều thua xa cô gái kia. Nếu như hắn ra tay đánh lén thì nói không chừng kết cục của hắn sẽ chẳng tốt đẹp hơn hai con linh quỷ kia là bao nhiêu. Không nếu như hắn mà dám ra tay thì tuyệt đối sẽ thê thảm hơn hai con linh quỷ kia nhiều lắm. Bởi vì linh quỷ còn giá trị lợi dụng, còn hắn lại chẳng có chút giá trị gì đối với Vũ Nhu Tử. Đã là kẻ thù mà lại còn vô dụng nữa thì chôn thẳng xuống mổ luôn cho rồi. Còn có nam nhân thoạt nhìn có vẻ bình thường kia nữa, hắn không thể cảm ứng được một chút khí huyết chi lực hay chân khí gì từ trên người của người nọ cả. Thế nhưng chính người nam nhân thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt này chỉ vì tiện ngồi xuống một cái thôi đã tìm được mắt trận của phong ấn đại trận kinh khủng kia. Lại chọn đúng lúc mấu chốt nhất để khởi động đại trận, triệt để phong ấn hai con linh quỷ kia. Chỉ riêng phần nhãn lực và tự tin này, cùng với thân phận tiền bối kia, khiến cho đàn chủ chỉ ngẫm thôi cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hắn vốn là một kẻ cẩn thận kỹ tính, hoặc phải nói là một kẻ nhát gan. Chính vì kỹ tính cho nên hắn mới có thể tu luyện tà pháp gọi quỷ, chế tạo tà linh, ác quỷ khắp nơi mà vẫn còn an ổn sống hơn 170 năm. Thế nhưng hắn không cam lòng. 60 năm rồi, hắn đã tốn hơn 60 năm cho quỷ đăng tự và hai con linh quỷ này. Trong 60 năm nay hắn ngưu toan đủ loại, chờ đợi đằng đẵng, rốt cuộc chỉ thành công cốc. Mặc kệ hắn nhát gan tới đâu đi nữa thì lúc này hắn cũng không cam lòng. Đàn chủ cảm giác trong lòng buồn bực muốn chết hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giọng nói tràn ngập vẻ bi ai. các người bắt linh quỷ của mình đi thì cũng được, nhưng phải trả linh quỷ của ta lại đây đi chứ. hai con linh quỷ bên trong quỷ đăng tử kia, có một con là do linh điệp tôn giả phong ấn, một con khác là của vị đàn chủ này. về phần vì sao hai con linh quỷ kia đã sớm trưởng thành mà hắn vẫn chậm chạp chưa chịu đi bắt hai con linh quỷ này, mà đợi cho đám vũ nhu tử tới ấy à? cũng không phải hắn không muốn đi bắt linh quỷ trong quãng thời gian vài năm sau khi linh quỷ trưởng thành hắn thật sự không lúc nào mà không muốn bắt hai con linh quỷ ra từ trong mộ phần của hoàng đại căn thế nhưng hắn làm không được quỷ đăng tự khi xưa hiện tại chính là bốn phía xung quanh mộ phần của hoàng đại căn nào ngờ cất giấu một cái trận pháp cường đại tới mức khiến cho người ta phát điên ngoại trừ khốn linh trận pháp vây hãm linh quỷ ở bên trong cùng với trận pháp có mắt trận là gốc độc long thảo mà tống thư hàng đã kích hoạt thì ở xung quanh mộ phần của hoàng đại căn còn ẩn giấu năm cái trận pháp khủng bố khác nữa là loại trận pháp mà có cho hắn thêm một ngàn năm hắn cũng không phá giải nổi một khi những trận pháp này bị kích hoạt thì cần phải có truyền nhân mang huyết mạch của linh điệp tôn giả tới thì mới có thể tự động mở ra chỉ cần loạt trận pháp này không bị phá vỡ thì không ai có thể bắt linh quỷ ở bên trong ra Linh quỷ ở bên trong trận chỉ có thể vào chứ không thể ra. Đúng vậy, đây cũng là điểm khiến cho đàn chủ ôm hận bao lâu nay, chỉ có thể bỏ linh quỷ vào thôi chứ không thể lấy ra được. Năm đó, hắn không phát hiện mấy trận pháp ẩn đó, tự cho là mượn tay của Hoàng đại căn phá bỏ khốn linh trận của quỷ đăng tự là xong. Sau đó có thể thoải mái biến quỷ đăng tự trở thành vật nằm trong lòng bàn tay của mình, chờ linh quỷ trưởng thành. Có lẽ khu La Tín này thật sự là phúc địa của hắn hắn ẩn cư ở đây vài năm tình cờ có được thêm một con linh quỷ còn chưa trưởng thành khác sau đó hắn hớn hở đưa con linh quỷ này vào trong phần mộ của hoàng đại căn nuôi dưỡng nhưng tới khi linh quỷ trưởng thành hắn muốn lấy linh quỷ ra thì mới phát hiện sáu đại trận ẩn kia đây tuyệt đối là bẫy mà thật ra thì chỉ cần dùng não suy nghĩ một chút là biết ngay dù sao cũng là nơi nuôi dưỡng linh quỷ cho con gái của mình linh điệp tôn giả há có thể qua loa được lùi vài bước mà nói thì cho dù linh điệp tôn giả có ghét bỏ linh quỷ tới đâu đi nữa. Nhưng nếu như hắn đã mua mảnh đất này rồi thì đã xem linh quỷ ở đây như đồ trong tay mình, cho nên tuyệt đối không thể nào chỉ để lại mỗi một cái khốn linh trận pháp được. Đáng tiếc, đạo lý đơn giản như thế, vị đàn chủ này 60 năm trước bị tham lam che mắt thật sự không hề nghĩ tới. Không được, không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế được. Ít nhất, ít nhất cũng phải lấy lại con linh quỷ của ta mới được cho dù có phải đánh đổi mọi thứ ta có hiện tại cũng không có gì đáng tiếc. Đàn chủ lầm bẩm chỉ cần có một con linh quy thôi là hắn có thể có cơ hội đột phá cảnh giới chân sư nhị phẩm bây giờ, chạm tới cảnh giới chiến vương hậu thiên tam phẩm, tuổi thọ sắp tận của hắn có thể kéo dài thêm được trăm năm nữa. Cho dù có phải quỳ xuống dâng lên tất cả những gì mình có cũng được, mặc kệ cái giá phải trả cao tới đâu cũng không có gì đáng tiếc. Cuối cùng quay đầu nhìn lại phần mộ đang bị trận pháp bao vây của Hoàng Đại Căn, đàn chủ đột nhiên cảm thấy đau đớn, quay lưng bước từng bước nặng chịu rời đi. Sau khi đàn chủ rời khỏi, lại có thêm một nam tử anh tuấn cao lớn xuất hiện từ trong khu rừng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lười nhác, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Sư phụ, sư muội đã thuận lợi tìm thấy quỷ đăng tự, phòng ấn linh quỷ. Bây giờ đã trở về nghỉ ngơi, phòng trừng ngày mai hoặc ngày mốt sẽ trở về linh diệp đảo. Nam tử đang báo cáo, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra vẻ lười nhác vậy cũng tốt nhà đầu kia thật khiến cho người ta lo lắng trên đường đi không xảy ra chuyện gì đấy chứ đầu dây bên kia truyền tới thanh âm của linh điệp tôn giả vâng không có chuyện gì hết nam tử trả lời tốt lắm tiếp tục chiếu cố sư muội của ngươi đợi tới khi thuận lợi trở về linh diệp đảo thì báo lại cho ta biết linh điệp tôn giả lại nói thu dọn mấy trận pháp do ta bố trí đi miễn cho chúng bị kích hoạt tạo thành thương vong cho người phàm Người vất vả rồi, kiếm nhất. Cứ giao cho ta đi, ta làm việc người cứ yên tâm là được. Nam tử cười hắc hắc, cúp máy, nhún vai. Thật ra thì vẫn có chút chuyện ngoài ý muốn, ví như tên đàn chủ kia, lại như chàng trai tên Tống Thư Hàng kia nữa. Nhìn bóng dáng đàn chủ đi xa, lưu kiếm nhất ngáp một cái. Cha, nói thế nào nhỉ, tên này cũng khá thức thời đấy, không ra tay, ta cũng đỡ phải động thủ. Đàn chủ khá may mắn, hắn không có cơ hội hành động. Bằng không, chỉ cần hắn dám nảy sinh suy nghĩ muốn tấn công Vũ Nhu Tử thôi thì bây giờ chắc chắn đã bị nhét vào trong mộ phần của Hoàng Đại Căn, làm bạn với hắn dưới suối vàng rồi. Về phần người tên Tống Thư Hàng kia thì khá phiền toái. Nếu như để Sư Tôn biết rõ nhà đầu Vũ Nhu Tử kia nửa đêm chui vào trong phòng của chàng trai này thì chắc Sư Tôn sẽ nhảy cẫng lên mất. Tới lúc đó có trời mới biết Sư Tôn có an bài nhiệm vụ theo dõi tên Tống Thư Hàng kia cho hắn không nữa cho nên chuyện liên quan tới tống thư hàng này, tuyệt đối không nên nói cho lão sư biết. Thế thì phiền quá đi mất, Lưu Nhất Kiếm thầm nghĩ. Dù sao thì Vũ Nhu Tử cũng không mất cọng lông nào, lại còn được tống thư hàng giúp đỡ rất nhiều nữa. Quan trọng nhất chính là hắn là một người đàn ông tôn sùng tinh thần cần kiệm. Hắn từng vì lười hít thở mà khổ công tu luyện quy thức công, cuối cùng đạt tới cảnh giới mỗi tháng chỉ cần hít thở hai ba lần. Đời này, thứ hắn tôn sùng nhất chính là chuyện có thể dùng một ngón tay là giải quyết được thì tuyệt đối không dùng tới hai ngón tay. Chuyện tự tìm việc thì hắn tuyệt đối không làm. Vũ Nhu Tử tuyệt đối không ngờ việc cô phát hiện được bản chép tay của cha, cùng với chuyến đi tới quỷ đăng tự này đều có bóng dáng của cha cô đứng sau lặng lẽ duy trì. Linh điệp tôn giả còn phái cả đệ tử đến bảo vệ con gái trên đường đi, có thể nói là dụng tâm lương khổ thật ra thì cho dù cuồng đao tam lãng không tự tìm chết thì linh điệp tôn giả cũng sẽ viện cớ khác để tạm thời rời khỏi linh diệp đảo. Chỉ có thể trách cuồng đao tam lãng suối quẩy đúng lúc ngoi lên lĩnh đạn, giúp cho linh điệp tôn giả đỡ tốn thời gian tìm cớ. Ngày hôm sau, thứ hai, ngày 6 tháng 3, trời nắng. Mãi cho tới 8 giờ tối thư hàng mới mỏ dậy. Lần này vũ nhu tử chui vào phòng hắn làm loạn nữa. Điều này không khỏi khiến hắn cảm thấy an tâm, lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Con người quả thật khó hiểu. Sau khi rời giường, hắn ấn điện thoại cho Vũ Nhu Tử. "Đã dậy chưa?" "Đã dậy rồi, vừa mới kết thúc ngồi thiền buổi sáng, tiền bối, chúng ta trở về à?" Giọng nói mềm mại của Vũ Nhu Tử vang lên. "Đi ăn điểm tâm trước rồi trở về." Chương 24, bạn học Tống thư hàng, cậu có. 9 giờ sáng, hai người thư hàng ngồi tàu điện đi về khu đại học Giang Nam. Bọn họ khá may mắn 8 giờ 45 tới trạm xe, đúng lúc có một chuyến xe khởi hành lúc 9 giờ. Một đường xuôn sẻ. Lúc về tới khu đại học Giang Nam thì đã là 12 giờ trưa. Có muốn tới chỗ tôi chơi không? Xuất phát từ thói quen lịch sự nên Tống Thư Hàng hỏi một câu. Đợi hỏi xong hắn mới đột nhiên nhớ tới Vũ Nhu Tử cũng không phải bạn bè thân thiết của hắn, mà là một cô gái chỉ mới quen biết có một ngày, mấy lời này có vẻ hơi đường đột. Cảm ơn tiền bối, nếu như sau này có rảnh thì ta nhất định sẽ đi tìm tiền bối. Bất quá bây giờ ta phải về nhà nhanh để còn lập khế ước với con linh quỷ này nữa. Hơn nữa, nếu còn ở lại không chừng cha của ta sẽ trở lại, như thế sẽ không tốt." Vũ Nhu Tử mỉm cười nói. Tống thư hàng cười nói. "Vậy thì tạm biệt, cô có thể trực tiếp gọi taxi ở nhà ga để đi tới sân bay Giang Nam, đi một mình không thành vấn đề gì đấy chứ?" Không thành vấn đề hơn nữa vé máy bay khứ hồi cũng đã đặt sẵn rồi. Ta chỉ cần tới sân bay là có thể thuận lợi về nhà. Đúng rồi, tiền bối, địa chỉ của người là bao nhiêu, ta còn muốn gửi cho ngươi hai dương dược liệu nữa. Vũ Nhu Tử đột nhiên nhớ tới lời hứa của mình lúc trước. Cô là một cô gái nói được làm được, chuyện cô đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cái đó thì thôi đi, sau này rảnh rỗi lại nói sau. Cầm hạt châu phong ấn linh quỷ này, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác có lẽ dược liệu mà Vũ Nhu Tử nói sẽ không đơn giản như những gì hắn nghĩ. Xin tiền bối chớ để ta trở thành kẻ nói không giữ lời, người của Linh Diệp đảo chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ Nhu Tử nói vô cùng chân thành. Được rồi, Tống Thư Hàng thấy không thể cự tuyệt được, đành phải lấy notebook luôn mang theo bên người ra, viết lại địa chỉ của mình, sẽ đưa cho Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử cẩn thận cất tờ giấy ghi địa chỉ này lại, sau đó với tay chào tạm biệt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng dõi mắt nhìn cô rời đi, lúc này mới thở hắt ra một hơi. Rốt cuộc cũng xong rồi, chắc là cô nàng này sẽ không xuất hiện nữa đâu nhỉ? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cười khổ. Về thôi. Ngày sau, Tống Thư Hàng nhất định sẽ phải cảm ơn sự kiên trì của Vũ Nhu Tử hôm nay. Nếu như không nhờ có cô kiên trì muốn tặng hai dương dược liệu thì sợ là đời này của Tống Thư Hàng cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, học xong đại học, tìm một công việc bình thường. Cưới một cô vợ bình thường, sinh một đứa con đáng yêu, sống hết một cuộc đời bình thường. Nhờ có sự kiên trì của Vũ Nhu Tử hôm nay, cuộc đời của Vũ Nhu Tử mới có thể có thay đổi lớn như thế. Nhóm Cửu Châu số 1. Bắc Hà tán nhân. Vũ Nhu Tử, tìm được quỷ đăng tự chưa? Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử online bằng điện thoại. Tìm được rồi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đang trên đường quay về. Lúc trước ta đi nhầm chỗ, đến khu La Tín ở Giang Nam bất quá ở đó ta may mắn gặp được một vị tống tiền bối rất lợi hại ở trong nhóm sau đó nhờ có hắn giúp đỡ nên ta tìm được khu la tín ở thành phố di cũng tìm thấy quỷ đăng tự cũng nhờ có hắn hỗ trợ nên mới hoàn thành nhiệm vụ tống tiền bối trong nhóm đạo hiệu của vị tiền bối kia là gì bắc hà tán nhân hỏi tống là họ phổ thông bên trong nhóm cũng có đến mấy vị tiền bối họ tống a à, vũ nhu tử gửi một cái ai cần le lưỡi ta có hỏi đạo hiệu của hắn, nhưng hắn không nói cho ta biết. Sau này ta lại quên hỏi, bất quá ta biết rõ tên của tiền bối là Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, tên này nghe quen quen. Bác Hà Tán Nhân nghĩ một hồi, nhưng lại không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu. Ha ha, tóm lại là chúc mừng Vũ Nhu Tử ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ha. Dù sao thì hắn vốn đã hứa sẽ giúp đỡ, nhưng sau này lại không giúp được gì, có chút xấu hổ. Cảm ơn bác Hà tiền bối, tiền bối ngài cũng đã giúp ta rất nhiều. Vũ Nhu Tử cười nói, ta phải lên máy bay rồi, gặp lại sau. Trên máy bay, Vũ Nhu Tử tắt điện thoại di động, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên các tiền bối trong nhóm đều rất tốt. Đặc biệt là tống tiền bối, thật sự là một người siêu 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 tốt. Thẻ người tốt sáng lấp lánh, dù cách trăm núi ngàn sông, vẫn gửi thẳng đến trên đầu tống thư hàng. Ngày hôm sau, thứ ba, ngày bốn, Tháng 6, trời nắng gắt. Khu đại học Giang Nam, 14 cây quạt gió lớn trong phòng học hoạt động cật lực, cũng chỉ thổi ra từng cơn gió nóng, khiến cho người ta càng cảm thấy đầu óc choáng váng. Vị giáo viên giảng bài đã sớm ướt đẫm mồ hôi, ngay cả tiếng giảng bài cũng trở nên rất nhỏ. Tống thư Hàng ngồi ngay ngắn trong phòng học, ngày mùa hè nóng bức, hắn lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo đến lạ. Từ nhỏ hắn đi học biết bao nhiêu buổi, nhưng đây là lần đầu tiên thoải mái như thế nội dung giáo viên giảng trên bảng, hắn chỉ cần nghe sơ qua một lần là có thể nhớ rõ ràng, còn có thể nghe một hiểu ba, nhanh chóng nắm vững điểm quan trọng. Thậm chí hắn còn có thể rảnh rỗi một lúc làm hai việc, một bên nghe giảng, một bên còn có thể phân tâm suy nghĩ vài chuyện. Cô bạn học ở bên cạnh vốn ngồi cách hắn tới ba chỗ, bất giác cũng nhích tới gần hắn, lại gần thêm chút nữa. Cuối cùng hận không thể áp luôn thân hình lồi lõm gợi cảm của mình lên người tống thư hàng mùi nước hoa thoang thoảng không ngừng vương vấn bên chóp mũi của hắn. Đây cũng không phải điểm mị lực của Tống Thư Hàng tăng vọt trong một đêm, mà là trong thời tiết nóng bức thế này, chút hơi lạnh tản ra từ trên người Tống Thư Hàng quả thật chẳng khác gì một cái máy lạnh hình người, khiến cho người ta hận không thể bám dính lấy hắn. Thư Hàng thầm cúi đầu nhìn về phía hạt châu mình đeo trên cổ, chính là hạt phong hồn băng châu mà Vũ Nhu Tử tặng cho hắn ngày hôm qua đeo hạt châu này lên người xong thì sẽ tự động xua tan hết không khí nóng bức ở quanh người Tống Thư Hàng, tạo thành một lớp chắn mát lạnh quanh người hắn. Hơn nữa, sau khi đeo hạt châu này thì Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc trở nên rất tỉnh táo, tư duy cũng khá nhanh nhạy. Thậm chí một từ vựng tiếng Anh bình thường phải đọc 3-4 lần mới có thể nhớ kỹ, bây giờ chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhớ được ngay. Đây, quả thật là thần khí của học bá mà, có được thứ này thì có thể dễ dàng trở thành học bá thứ thế này đã vượt xa phạm vi khoa học có thể giải thích rồi. trong đầu hắn nhớ lại cảnh tượng khi vũ nhu tử phong ấn linh quỷ. thật sự tồn tại sao? tống thư hàng thì thao tự hỏi. hạt băng châu thần kỳ này khiến cho hắn tin một phần vào sự tồn tại của tu chân. bên trong hạt băng châu này thật sự có phong ấn một con linh quỷ à? tu chân thật sự không phải là truyền thuyết. tiên nhân cưỡi mây xé gió thật sự tồn tại sao? thật sự có thể rời non lấp bể cứ hết vấn đề này đến vấn đề khác xuất hiện trong đầu Tống Thư Hàng, tràn ngập đầu óc của hắn. Nếu như những thứ này thật sự tồn tại, vậy người ở bên trong nhóm cửu châu số một thật sự đều là thần tiên. Hắn chưa bao giờ có mong muốn nhanh chóng xem tin của nhóm cửu châu số một như thế, muốn xem nội dung chat của mọi người trong nhóm, muốn tìm thấy chứng cứ nào đó ở trong đó. Sao mà còn chưa tan học nữa, mau kết thúc đi mà. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng reng 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 tương đương. Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên. Đám học sinh bên trong lớp hoan hô đứng dậy chạy khỏi cái lớp học nóng như lò lửa này, chạy ra hành lang hít thở không khí. Chỉ có cô nàng ngồi ở bên cạnh Tống Thư Hàng là có chút bịn dịn không nỡ. Cô cảm giác ngồi bên cạnh Tống Thư Hàng mát rượi, còn sướng hơn cả ngồi máy lạnh. Đáng tiếc cô không phải bạn gái của Tống Thư Hàng, tan học không tiện bám lấy hắn. Không thì thử làm bạn gái của Tống Thư Hàng xem sao cô lặng lẽ liếc nhìn Tống Thư Hàng một cái. Ở trong lớp Tống Thư Hàng cũng không phải loại hoạt bát nổi bật, bất quá thật ra nhìn qua cũng rất có hương vị đàn ông nhỉ. Muốn quá đi mất, trời mùa hè nóng muốn chết thế này, nếu như ôm một chàng trai mát lạnh thế này ngủ, thì nhất định là cái gối ôm tuyệt nhất còn gì. Xin chào, xin hỏi bạn học Tống Thư Hàng có ở đây không? Lúc này lại có một giọng nói oang oang vang lên ở cửa. Giọng nói này oang oang trói tai, thoáng cái đã khiến tất cả học sinh ở đây ngứa người. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện là một người đàn ông mặc đồ vest, bộ dạng hung thần ác sát lộ ra một nụ cười ngượng ngập. Hình như mình không quen anh ta mà. Hắn đứng dậy giơ tay nói. Chính là tôi, xin hỏi anh là ai? Tìm tôi có việc gì hay không? Ha ha, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, có một phần biêu kiện chuyển phát nhanh gửi máy bay gấp trong đêm tới đây cho bạn học Tống Thư Hàng bởi vì là một vị khách rất quan trọng gửi, cho nên nhất định cần được cậu tự mình ký nhận thì mới xong. Người nọ cười ha hả, hai tay cung kính đưa danh thiếp cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhận danh thiếp, đưa mắt nhìn. Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh phong thu, từ Mã Giang. Là một tờ danh thiếp cực kỳ đơn giản, không có chức vị hay số điện thoại gì, chỉ có tên công ty và tên người. Thời buổi này ngay cả nhân viên chuyển phát nhanh cũng có danh thiếp riêng rồi à. Tống Thư Hàng cầm lấy tờ danh thiếp này, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Là thứ gì mà phải gửi máy bay gấp tới nhỉ? chương 25, Hai Dương Dược Liệu Lúc mới gặp Vũ Nhu Tử, thứ khiến người bình thường ấn tượng nhất về cô chắc là đôi chân dài tăm tắp của cô, nhưng sau khi tiếp xúc một quãng thời gian thì ấn tượng nhất chính là gương mặt mỉm cười đỏ bừng của cô, vô cùng đáng yếu. Lúc này, Thổ Ba và hai nam sinh khác đứng dậy, đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng, mở miệng hỏi. Thư Hàng, có chuyện gì không? Đúng là ba người bạn cùng phòng của thư hàng, thấy có người đến tìm thư hàng nên vừa có chút lo lắng lại thêm phần tò mò. Không có gì hết, là chuyển phát nhanh thôi, tao có đồ chuyển phát nhanh tới, phải đi ký nhận." Thư hàng cười nói, sau đó lại quay đầu nói với Tư Mã Giang. "Chào tiểu Giang, xin hỏi đồ ở đâu?" Tiểu Giang, khóe miệng của người mặc vest nó có giật một cái, đã bao nhiêu năm rồi không có người gọi hắn bằng cái tên này nhỉ? không ngờ vẫn còn cơ hội được nghe lại, lại còn từ miệng của một người trẻ tuổi nữa chứ. Dù thế hắn vẫn sảng khoái tuét môi yện cười tâu. Đã đưa tới cửa phòng ký túc xá của cậu rồi, chỉ chờ cậu qua đó kiểm tra xác nhận là xong. Vậy chúng ta đi nhé. Đúng lúc tôi đang được nghỉ giải lao 15 phút, Tống Thư Hàng nói. Tư Mã Giang bật cười. Tôi chỉ chờ cậu nói câu này thôi. Lầu hai ký túc xá nam, hai người Thư Hàng đi tới cửa phòng. Bốn người đàn ông mặc vest đen đứng canh chừng hai cái thùng to 80 x 80, mặt mày hầm hầm. Tống thư hàng líu lưỡi. Công ty chuyển phát nhanh của các anh luôn làm thế này à? Các người phục vụ tận răng thế này, công ty khác còn đường sống nào nữa? Ha ha, húng tôi luôn phục vụ chu đáo tận tình như thế. Bất quá vị khách hàng lần này khá đặc biệt, nên lại càng chu đáo tận tình hơn nữa. Các anh vất vả rồi. Tống thư hàng gật đầu, đi tới trước hai cái thùng kia nhìn vào tờ biên nhận quả nhiên ký tên chỗ người gửi là vũ nhu tử bất quá địa chỉ gửi đi đều để chống hai dương này hẳn là những dược liệu cần có để luyện chế thối thể dịch bản đơn giản hóa mà vũ nhu tử đã nói sẽ tặng cho hắn có cần mở ra xem không tư mã giang lễ phép hỏi thăm thực ra thì căn bản không cần mở ra xem làm gì có cho tư mã giang hai lá gan hổ mật rồng hắn cũng không dám tự mình mở hai dương này ra xem ha, không cần đâu. nếu như có vấn đề gì thì tôi có thể trực tiếp liên hệ cho anh. tống thư hàng dơ tờ danh thiếp trong tay. đương nhiên rồi. nếu như không có vấn đề gì thì xin bạn học thư hàng vui lòng ký tên vào đây. thảo cảm của tư mã giang dành cho tống thư hàng lại tăng lên một bậc. anh ta chỉ vào tờ giấy cười nói. ừ. tống thư hàng dơ tay ra, nhanh chóng ký tên của mình xuống. vậy thì tạm biệt bạn học thư hàng. chúc cậu có một ngày tốt lành. Từ mã giang phất phất tay dẫn theo bốn người mặc đồ đen kia xoay người đi khỏi thư hàng cảm giác năm người này căn bản không giống nhân viên chuyển phát nhanh chút nào mỗi người trong số bọn họ đều cực kỳ ngầu tống thư hàng mở cửa phòng ra ối quên mất nhờ họ chuyển giúp hai dương này vào phòng không phải thứ gì nặng lắm đấy chứ hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc với cái vali to của vũ nhu tử lo sợ hai cái dương này cũng có sức nặng tương tự thử ôm hai cái dương lên Tốt lắm, không nặng. Hắn ôm từng cái đi vào phòng đặt lên giường của mình. Đóng cửa phòng, Tống thư hàng có chút nóng vội, không kềm được mà mở ngay giấy bao ở bên ngoài ra. Bên trong thùng là từng cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo, bên trong mỗi cái thùng giấy to có chứa 4 tầng, mỗi tầng 4 hộp nhỏ. Hai dương cộng lại thì có chừng 32 cái hộp gỗ nhỏ. Hắn cẩn thận mở từng hộp gỗ nhỏ kia ra, lập tức nhìn thấy hơn 40 loại dược liệu được sắp xếp ngay ngắn ở bên trong những loại hắn biết có nhân sâm, cầu kỳ tử, dương khởi thạch, nữ nhi hương. Cũng có những thứ thư hàng căn bản chưa hề gặp qua, nhưng chỉ ngửi mùi thôi cũng có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, thân thể giống như bị mùi hương của đủ loại dược liệu thấm vào. Ngoài ra còn có mấy loại dược liệu huyễn hoặc như tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc sắt miếng. Nhìn hai dương dược liệu này, tống thư hàng hơi ngẩn ra. Ở trong hai dương dược liệu này, không nói những thứ khác, chỉ riêng số lát nhân sâm ở bên trong thôi cũng đã được một món tiền khá hời rồi. Còn mấy loại dược liệu như triệu lộ huyền thảo, bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc gì đó, có thể còn đắt hơn nhân sâm cả trăm lần. Nhưng giá trị của chúng cũng không phải lý do khiến Tống Thư Hàng ngẩn người. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ấy chính là mấy thứ này là dược liệu để luyện chế thối thể dịch bản đơn giản hóa à. Dùng những dược liệu này, dựa theo phương pháp mà dược sư đã nói ở trong nhóm cửu châu số 1, bỏ vào nồi nấu, chú ý độ lửa thì có thể luyện chế ra được thối thể dịch bản đơn giản hóa thật à. Suốt cuộc thối thể dịch kia có hiệu quả thế nào đây, thật sự có thể giống như những gì bên trong các tiểu thuyết tiên hiệp vẫn hay nói, khiến cho con người ta được thay ra đổi thịt sao. Có lẽ, có thể dựa vào những dược liệu này cùng với đơn thuốc của dược sư làm thử xem tu chân có thật sự tồn tại hay không một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Tống Thư Hàng, suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì giống như ngọn lửa lan ra khắp đồng cỏ, khiến cho hắn dục dịch, không sao gạt bỏ được. Tống Thư Hàng tự nhận mình không phải loại người cổ hủ cứng đầu gì, nếu như thối thể dịch này thật sự có hiệu quả thần kỳ như trong truyền thuyết thì hắn cảm thấy mình sẽ tin vào sự tồn tại của tu chân. Nhưng sau khi xác định sự tồn tại của tu chân thì hắn phải làm gì đây? Chiều hôm nay không có lớp, tổng cộng có 45 loại dược liệu, nếu như mỗi loại cần chừng 5 phút thì ước chừng cần từ 3 đến 4 giờ. Một buổi chiều là đủ thử xem sao rồi. Tống Thư Hàng là người đã nghĩ là phải làm ngay, nếu như đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm chuyện đó ngay mới được. Nếu như muốn luyện chế đan dược thì đầu tiên chắc là phải có lò luyện đơn nhỉ. Lò luyện đơn này ở siêu thị nhất định không có bán rồi, nếu như là trên mạng thì có lẽ sẽ có, nhưng có thứ có thể mua được chắc chắn đều là đồ vàng mã để chơi chơi thôi. Cho nên nếu như chiều nay luyện thối thể dịch thì đi mua một lò luyện đơn là chuyện không thực tế, cho nên phải tìm thứ gì đó thay thế. Tống Thư Hàng đi vào nhà bếp tìm kiếm. Rất nhanh, hắn thấy được một thứ có thể nấu dược liệu, nồi lẩu. Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một cái thôi thì hắn lập tức gạt bỏ ngay. Không được, thứ này khác xa lò luyện đơn. Hắn chưa từng thấy lò luyện đơn bao giờ, cũng không biết thứ này có giống với lò luyện đơn trong phim hay không. Nhưng dù sao thì chắc cũng là một cái lò gì đó, khác với nồi lẩu mới đúng. Đặt nồi lẩu xuống, thư hàng lại tìm kiếm trong bếp. Cả buổi sau cũng không thu hoạch được gì. Nồi cơm điện, ấm nước, chảo, nồi áp suất, không có thứ nào có thể dùng để thay thế lò luyện đơn hết. Tuy rằng nồi áp suất nhìn qua khá dày đấy, nhưng thứ này để nấu áp suất cao, trong lúc nấu lại không thể mở ra. Nhưng luyện chế thối thể dịch thì cứ cách 5 phút lại phải cho loại dược liệu tiếp theo vào. Nói cách khác, chọn tới chọn lui, cuối cùng thứ so ra có vẻ phù hợp nhất cũng chỉ có nó mà thôi, Tống Thư Hàng bất đắc dĩ nhìn về phía nồi lẩu. Thôi, dù sao cũng chỉ cần nấu được là dược, có lẽ cứ thử xem sao. Hắn sờ cầm, dù sao thì cũng có tới 30 phần tài liệu lận, cho dù có thất bại một lần thì cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Chỉ là cảm giác lãng phí mà thôi, dù sao thì có vẻ như đống dược liệu này khá đắt tiền mà. Cứ thử xem sao, nếu như không thử thì vĩnh viễn cũng khó mà thành công được. Nếu thử thì dù có thất bại cũng có thể lấy được chút kinh nghiệm. chương 26, tôi và cách luyện đan không giống người thường. Yên ổn học xong tiết cuối, Tống Thư Hằng cất sách giáo khoa rồi duỗi eo lười biếng. Bạn nữ dáng người khiêu gợi mông cong ngực nở lưu luyến rời khỏi vị trí bên cạnh hắn. Đồng thời cô nàng cũng nảy ra ý định tỏ tình với hắn luôn, ít nhất thì trong mùa hè khốc liệt này phải làm bạn gái của Tống Thư Hàng để hưởng thụ điều hòa hình người mới được. Tống Thư Hàng bị cô nàng dùng ánh mắt lưu luyến nóng bỏng nhìn chằm chằm đến vừa phát sợ vừa hơi xấu hổ. May mà lúc này, thổ ba và hai người bạn cùng phòng khác đi tới. Má nó chưa nóng, nóng muốn lột ra luôn. Thổ ba cầm vở quạt phành phạch, từng giọt mồ hôi to như hạt đỗ không ngừng lăn xuống từ chán hắn. Đúng rồi, Thư Hàng, chiều nay muốn ra ngoài chơi không? nóng thế này mà bọn mày còn muốn ra ngoài chơi à? Thư hàng cười nói, hôm nay nắng chó trang, tuyệt đối không phải thời tiết tốt để ra ngoài. Ha ha, gần đây thằng nhóc Dương Đức viết phần mềm mới bán được một món tiền, nên chuẩn bị thuê một cái nhà một phòng khách hai phòng ngủ gần trường đấy. Bọn tao đang chuẩn bị đưa nó đi mở mang tầm mắt tìm một chỗ tốt, có khi lại thành căn cứ địa thứ hai của anh em mình cũng nên. Tiện thể tối nay bốc lột nó một bữa, thổ ba cười ha hả nói tống thư hàng giơ ngón cái với người bạn gầy gầy đen đen nhóc dương đức mày có tương lai lắm cùng là mày mò mà mày hơn đứt thổ ba luôn mày kiếm ra tiền nó thì chỉ biết tiêu tiền thôi thổ ba gạch nối dương đức cười hì hì để lộ hai hàm răng trắng bóc cậu chàng tuổi còn rất trẻ nhưng đã bộc lộ khí chất của một lập trình viên lành nghề rất là ít nói bởi vì thời gian họ dùng bàn phím đã quá nhiều so với dùng miệng rồi nhưng mà giữa chưa tao còn có việc phải sắp xếp hai cái dương to mới gửi đến kia kia. Bao giờ bọn mày tìm được nhà thì bảo tao, tao đi thẳng qua đó là được. Tống thư hàng nhanh chóng trả lời, bạn cùng phòng ra ngoài hết quả là cơ hội tuyệt vời để hắn thử luyện thuốc mà. Thằng nhóc này, không muốn làm mà muốn hưởng cơm chùa à? Thổ ba vênh mặt làm bộ hừ lạnh. Nói cho mày biết, không có cửa đâu, cơ mà cửa sổ thì có một cánh đó, giới thiệu cô chị xinh đẹp của mày ra đây coi nào. Lượn đi. Tống thư hàng nói: "Không có cửa đâu, cơ mà cửa sổ có một cánh, mời tao ăn đêm đi." Tống thư hàng thiếu gì thì thiếu chứ mấy cô chị xinh đẹp thì đầy. Còn cái cô nàng tên Vũ Nhu tử mà thổ ba muốn thì, xin lỗi, đó không phải chị gái anh đây." Thổ ba lập tức làm bộ ôm đùi. "Ok liền. Chẳng phải chúng ta đều quen chị xinh đẹp nhà thư hàng sao?" Dương Đức ở một bên nghi hoặc hỏi, "Chị ấy tên là Triệu Nhã Nhã?" hôm nhập học kỳ trước chị đưa thư hàng đến Đại học Giang Nam bọn họ đều gặp rồi, thổ ba muốn cưa chị của thư hàng thật à. Ca này khó lắm đó nha, chiêu đoạn tử tuyệt tôn của bà chị họ Triệu kia là hạng nhất đó. Còn nhớ hôm nhập học, chị Triệu đưa tống thư hàng đến trường thì gặp ngay đám thanh niên bất lương không có mắt. Theo sau thổ ba, đám dương nước đã được chiêm ngưỡng sự lợi hại của chị Triệu. Đôi chân thon dài kia tùy tiện đá lên phát nào là chúng đường con cháu ngay phát ấy chắc chắn chị Triệu có luyện tập, thậm chí còn thi triển tuyệt kỹ đá đoạn tử tuyệt tôn này không ít lần rồi cũng nên. Mấy thằng bất lương lăn lê bò trườn, kêu gào thảm thiết, làm cho người đứng xem mà cũng thấy hàng của mình đau nhức theo. Sau giờ cơm trưa, ba người bạn cùng phòng rời ký túc xá đi chơi, chỉ còn lại một mình tống thư hàng. Phù! Hắn hít sâu một hơi, băng trâu đeo trên cổ giúp hắn luôn duy trì bình tĩnh, đây chính là một trạng thái tốt. Mở hộp nhỏ đựng dược liệu, Tống Thư Hàng bắt đầu so với đơn thuốc thối thể dịch của Dược Sư. Chiếc hộp chia 4 tầng bằng nhau, mỗi tầng có khoảng trên dưới 10 loại dược liệu. Nhân sâm, cầu kỳ tử, dương khởi thạch, nữ nhi hương. Thư Hàng mau chóng đối chiếu xong hơn 30 loại dược liệu đầu tiên có thể tìm thấy trên mạng. Còn mấy thứ như tiên lộ huyền thảo, tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc sát miếng thì trên mạng không có rồi, nếu có tìm ra cũng là mấy thứ trang bị và vật phẩm trong game mà thôi. May mà Vũ Nhu Tử là một cô gái rất chu đáo. Lúc thư hàng kiểm tra dược liệu thì thấy các vị thuốc trong hộp đã xếp theo đúng trình tự trong đơn thuốc, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Ngay cả lượng thuốc cũng đã cân đong xong xuôi luôn. Con gái cẩn thận dịu dàng là tuyệt nhất. Thư hàng thở phào nhẹ nhõm thế là không cần đám nhóm cửu châu số một cố vấn cho nữa rồi. Theo đan dược thì khi luyện thối thể dịch phải bỏ dược liệu vào lò lần lượt dựa theo trình tự trên phối đơn, sai thứ tự là thất bại ngay. Nếu Vũ Nhu Tử gửi tới một đống dược liệu trồng chất lộn xộn thì Tống Thư Hàng phải nhức đầu rồi. Bỏ thuốc vào lò luyện đơn theo đơn thuốc, đun khoảng 5 phút rồi cho thêm dược liệu mới, sau đó tiếp tục đun 5 phút. Chú ý độ lửa, cứ tuần hoàn như thế cho đến khi nước thuốc cô lại, thối thể dịch thành phẩm có màu đen, trong suốt, mùi nồng. Đây là nguyên văn những gì dược sư nói. Nghe thì có vẻ đơn giản lắm, cứ như chỉ cần cẩn thận một chút thì cho dù là ai cũng luyện chế ra được cái thuốc này vậy. Đúng là như thế, thối thể dịch là đan dịch cấp thấp nhất, chưa tính là đan dược hay thuốc gì, lúc luyện chế không cần tiêu hao tinh lực và chân khí, cũng không cần dùng địa hỏa, thiên hỏa, đan hỏa đặc thù. Cho dù là phàm nhân, chỉ cần chú tâm tập trung một chút cũng luyện được. Thế nhưng muốn luyện chế thành công thì chẳng dễ chút nào. Độ lửa phải vừa đủ cộng thêm khoảng cách, ước chừng 5 phút đồng hồ, có nghĩa là thời gian cũng không phải chính xác 5 phút, mà cần người luyện đơn tự động điều chỉnh căn cứ theo kinh nghiệm và chất lượng dược liệu của mình. Cuống hồ thối thể dịch cần tới 45 loại dược liệu, tổng cộng gần 4 tiếng đồng hồ luyện chế. Trong thời gian này phải tập trung tinh thần, không được thả lỏng chút nào. Một người bình thường muốn luyện được nó cần có rất nhiều nghị lực và kinh nghiệm. Tống thư hàng mở nồi luyện thuốc, bỏ nhân sâm cắt miếng vào trong. Ủa, trong đơn thuốc không ghi có phải thêm nước vào không? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Chắc là phải thêm chứ nhỉ? Nếu không thêm mà đun 5 phút đồng hồ thì đừng nói nhân sâm, có khi đáy nồi cũng bị cháy thành than luôn ấy chứ. Cơ mà phải thêm bao nhiêu nước mới được? Hay là mình lên nhóm hỏi đi. Tống Thư Hàng lấy di động ra, nghĩ ngợi một lúc rồi bình tĩnh buông xuống. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế thối thể dịch, trong quá trình chắc chắn sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề đâu thể cứ đun thuốc rồi gặp chuyện gì cũng đi hỏi ngay được đúng không? Người trong nhóm cũng không online 24 phần 24, nếu cứ bạ đâu hỏi đấy mà quá 5 phút không được thì luyện đơn thất bại rồi còn gì. Cứ thế thì ba chục hộp dược liệu này cũng không đủ cho hắn làm ẩu mất. Thôi, cứ đổ thêm một ca nước đi. Hắn đổ thêm một ca nước vào nồi rồi ấn nút bếp từ. Dùng bếp từ là bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Vì đề phòng hỏa hoạn nên trong ký túc xá trường không có bếp lửa, vật liệu đánh lửa cũng bị cấm hết, có bếp từ là tốt lắm rồi. Dù sao đều là đun nóng cả, đun bằng điện với đun bằng lửa chắc là không khác gì nhau đâu ha. Sau đó hắn chọn chế độ hầm canh, bếp từ trong ký túc xá có 4 chế độ xào, nướng, hầm, chiên, đồng thời còn có thể tự do điều chỉnh độ nóng. chương 27, Luyện chế thối thể dịch Muốn luyện xong thối thể dịch cần phải đun tầm 4 tiếng đồng hồ, bếp từ chắc không hỏng chứ. Tống Thư Hàng hơi lo lo. Nhìn qua cái vung làm bằng thủy tinh cường lực của nồi lẩu, có thể thấy nhân sâm sát miếng đang trồi lên lặn xuống trong làn nước, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác khó tả. Đây là luyện đơn đấy à? Đúng vậy, chính là luyện đơn. Cơ mà sao cứ thấy nó chẳng khác gì lúc thường ngày mình nấu mì nhỉ? Chắc là tại bộ dạng nấu thuốc của hắn có gì đó sai sai rồi. Di động cài đặt chế độ đồng hồ đếm giờ, Tống thư hàng vừa nhìn nhân sâm cắt miếng trong nồi, vừa liên tục để ý thời gian. 5 phút sau, hắn lập tức mở vung, cho thêm vị thuốc thứ hai cầu kỳ tử. Hai loại dược liệu trôi nổi trong nước sôi, nhuộm nồi nước thành màu vàng óng. Độ lửa và thời gian đều phải có thời gian tích lũy kinh nghiệm mới nắm được. Mà kinh nghiệm của bạn Tống nào đó thì làm gì có miếng nào. Cho nên hắn chỉ có thể canh chuẩn thời gian, vừa đúng 5 phút là cho thêm thuốc mới còn độ lửa ấy à, cứ giao cho bếp biển từ đun đi. Quả nhiên vẫn cứ thấy giống nấu mì. Nếu ba tiếng nữa mình hầm ra một nồi thuốc bắc bình thường thì sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ? Tờ đơn thuốc, thối thể dịch bản đơn giản, kia liệu có thể khiến cho thế giới quan 18 năm nay của hắn sụp đổ hay không? Hay là giấc mộng tu chân mấy ngày nay vừa tiếp xúc sẽ phai nhạt mất? Nồi lẩu nóng dần, nhiệt độ trong phòng cũng dần dần cao lên lúc này băng châu trên cổ tống thư hàng truyền đến một làn hơi man mát khiến cho hắn sảng khoái cả người. Không chỉ thế, băng châu còn làm cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn, không biết từ lúc nào đã tiến vào trạng thái cực kỳ chú tâm. Tống thư hàng nhẹ nhàng vân về băng châu trên ngực. Viên băng châu thần kỳ này làm cho hắn tin tưởng vào thối thể dịch hơn một chút. Đừng làm cho ta thất vọng nhé, nếu có thể thì, cho dù luyện thuốc thất bại, ít ra cũng phải cho ta thấy sự tồn tại chân thật của tu chân, nha. Tống Thư Hàng cầm vị thuốc thứ ba, trong lòng nổi lên gợn sóng. Vị thuốc thứ ba này Tống Thư Hàng chưa tìm ra trên mạng, tên là Chiêu Lộ Huyền Thảo. Nhìn hình dạng thì nó chẳng khác gì cỏ non bình thường, đều là thực vật sợi dài màu lục. Nhưng mà nhìn kỹ thì trên nhánh Chiêu Lộ Huyền Thảo này có hơi nước ngưng tụ không tan lúc ẩn lúc hiện, như sương mai trên lá cây buổi sớm vậy. Con số trên điện thoại di động nhanh chóng nhảy lên, thời gian 5 phút tới. Tống Thư Hàng mở vung nồi, thả chiêu lộ huyền thảo vào rồi nhanh chóng đóng lại. Trong lòng hắn dấy lên chút mong chờ, bởi vì đây là một loại dược liệu đặc thù, không biết chừng có thể khiến cho thuốc trong nồi xảy ra biến hóa gì đó cũng nên. Chiêu lộ huyền thảo trôi nổi trong nước sôi cũng như hai vị thuốc trước đó. Ánh mắt Tống Thư Hàng nhìn trầm trầm vào nhánh cỏ, băng châu trước ngực truyền tới hơi lạnh man mát khiến cho tinh thần tập trung cực kỳ cảm giác này trước đến nay chưa từng có. Dần dần Ba loại dược liệu trong nồi phóng đại lên trước mắt hắn. Giờ phút này trong thế giới của Tống Thư Hàng chỉ có dược liệu, không còn vật gì khác nữa. Không biết do hắn đang chăm chú tới cực hạn hay do công hiệu đặc thù của băng châu trước ngực, mà dần dần, Tống Thư Hàng có thể cảm nhận được từng chút biến hóa nhỏ nhất của dược liệu trong nồi. Mỗi một lần dược liệu lăn mình trong nước đều có dược tính vàng nhạt tỏa ra, hòa vào chất dịch. Nhân sâm cắt miếng tỏa ra dược tính, hình thể hơi hơi to ra, đây thực sự là một cảm giác kỳ diệu. Hình như độ lửa hơi yếu, trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên nảy ra cảm giác ấy. Hắn cảm thấy dược liệu trong nồi cần thêm lửa nữa, đặc biệt là chiêu lộ huyền thảo cần nhiệt độ cao hơn. Vì thế hắn đặt tay lên nút điều khiển nhiệt độ của bếp từ, tăng độ nóng không chút do dự. Úng ụp 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 tương đương. Nước trong nồi sôi sùng sục, vùng nồi cũng bị hơi nước làm cho rung lên. Ánh mắt Tống Thư Hàng trừng càng lớn, sau khi tăng nhiệt độ thì chiêu lộ huyền thảo thực sự xảy ra biến hóa. Chiêu lộ huyền thảo đang chìm nổi trong nước lập tức tan ra. Tống thư Hàng không biết muốn nấu như một cây cỏ bình thường thì cần bao nhiêu thời gian và độ lửa thế nào, thế nhưng trong thời gian 5 phút, cho dù cái bếp từ này của hắn đun bằng nhiệt độ cao nhất cũng không thể làm tan chảy chiêu lộ huyền thảo được. Đây là thuộc tính đặc biệt của chiêu lộ huyền thảo. Sau khi huyền thảo tan ra, trong nồi bỗng nhúm một thứ nước thuốc xanh biếc nước thuốc xanh biếc ấy như có ý thức quấn quyết lấy nhân sâm và cầu kỳ tử sau khi hai loại dược liệu bị quấn lấy thì cũng chậm rãi hòa tan rồi dung hòa vào nước thuốc màu xanh tim tống thư hàng đập nhanh hơn một nhịp biến hóa thần kỳ quá đồng thời trong lòng hắn mơ hồ đoán ra có lẽ thối thể dịch ban đầu không cần thêm nước mà phải dùng một cách đặc biệt nào đó để đun nóng nhân sâm và cầu kỳ tử rồi cho thêm chiêu lộ huyền thảo vào là có thể hòa tan trong nháy mắt chẳng biết cái nồi dược thủy này của hắn có phải đã thất bại rồi hay không. May mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt cho thất bại rồi, lần luyện dược này chủ yếu là để làm quen với quy trình và ghi chép lại những vấn đề khi luyện thôi. Lại qua 5 phút, lần này Tống thư hàng bình tĩnh lấy vị thuốc thứ tư cho vào nồi. Vị thuốc thứ tư cũng bị dược thủy xanh biếc cuốn lấy rồi từ từ hòa tan trong nồi thuốc. Với độ lửa thế này thì vị thuốc thứ tư cũng mất chừng 5 phút để hoàn toàn hòa tan trong nước thuốc. Đây chắc là nguyên nhân dược sư nói, ước chừng 5 phút rồi. Bởi vì hình dạng, kích thước, độ tuổi của dược liệu không giống nhau, độ lửa và chất lượng lò khác biệt đều dẫn đến sai lệch con số 5 phút đó. Tống Thư Hàng nhìn dược liệu trong nồi không chấp mắt, trong lòng càng thêm hiểu ra. Hiểu ra cái đơn thuốc của dược sư nọ. Có được tiến bộ ấy đầu tiên phải kể đến công của băng châu trên cổ hắn, băng châu khiến cho lòng hắn bình tĩnh như hồ nước không gợn sống, tinh thần tập trung thì đương nhiên tư duy não bộ sẽ rõ ràng. Mặt khác, dường như Tống Thư Hàng có trực giác trời sinh đặc biệt nhạy cảm trong việc luyện đơn. Đây là thiên phú từ khi sinh ra, nếu tương lai hắn muốn chuyển chức thành luyện đơn sư thì thiên phú này có thể khiến hắn làm chơi ăn thật. Sau khi càng ngày càng hiểu rõ đơn thuốc của dược sư, Tống Thư Hàng bắt đầu không câu nệ vấn đề, 5 phút đồng hồ, nữa. Hắn bắt đầu dựa vào độ hòa tan của dung dịch trong nồi mà quyết định thời gian cho thêm dược liệu. Đôi khi 4 phút dưới, đôi khi hơn 5 phút mới bỏ vị thuốc tiếp theo vào. Thấm thoát đã qua 46 phút. Khi cho thêm vị thuốc thứ 10, Tống Thư Hàng đã bắt đầu thử khống chế độ nóng. Ngón tay hắn không ngừng tăng giảm nhiệt độ căn cứ theo mức độ dung hợp của dược thủy trong nồi. Hắn không còn phải canh chặt thời gian, bỗng chốc cả người đều bận rộn. Sau khi dung hợp vị dược liệu thứ 16, năng lực hòa tan của chiêu lộ huyền thảo trong nồi đã tới cực hạn. Đây cũng là lúc Tống Thư Hàng dựa theo đơn thuốc mà bỏ vào một thứ dược liệu đặc thù tên là tam sinh quả hạch. Quả nhiên cũng giống chiêu lộ huyền thảo, tam sinh quả hạch một lần nữa gánh lấy trọng trách, hòa tan dược liệu. Sau ca nước lúc đầu thì Thư Hàng không thêm nước nữa. Nước thuốc trong nồi lẩu qua hơn một tiếng rưỡi đun nấu không những không cạn mà còn hơi nhiều hơn. Thêm dược liệu, chú ý mức độ hòa tan của nước thuốc, chờ đợi, sau đó tiếp tục cho thêm dược liệu một quá trình vô vị nhàm chán cực điểm như thế lại không cho phép có một chút sơ sảy nào. chương 28, coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, gâu. Ba tiếng rưỡi trôi qua. Hai mắt tống thư hàng vẫn sáng ngời nhưng thân thể đã hơi mệt mỏi. Loại dược liệu thứ 40, cuối cùng cũng sắp xong rồi. Tống thư hàng lẩm bẩm nói. Không ngờ lần đầu tiên luyện đơn mà hắn có thể kiên trì được đến lúc này. Thế nhưng hiện tại hắn cũng sắp đến cực hạn. Sau vị thuốc này, chỉ còn bốn loại là tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc sắt miếng, thâm hải hàn tinh và tuyết yêu chi hạch nữa thôi, hắn có thể chống đỡ đến khi kết thúc. Mở nồi, nhanh chóng cho vị thuốc thứ 41 vào. Tống thư hàng chưa kịp đóng nắp nồi thì dị biến đã xảy ra. Nước thuốc màu xám nhạt dung hợp 40 vị dược liệu tiếp xúc với vị thuốc thứ 41, bỗng bốc lên mùi tanh tưởi và khét lẹt nồng nặc. Nửa nồi dược thủy nhanh chóng bốc hơi, trong nháy mắt đã ít đi một phần năm chật, thất bại à. Tống Thư Hàng buồn rầu nói, tuy rằng vì cho thêm nước nên hắn đã từng hoài nghi có khi nào mình thất bại từ đầu rồi không, thế nhưng kiên trì đến vị thuốc thứ 41 mà không có vấn đề gì, nên hắn vẫn ôm một chút chờ mong và hy vọng. Đây có lẽ là tâm lý đặt cược đặc thù của con người nhỉ. Thế nhưng đến bây giờ rốt cuộc vẫn thất bại triệt để rồi sao? Không đúng, còn chưa tiêu hẳn. Tống Thư Hàng nhìn thấy nước thuốc màu xám dù bốc hơi nhưng vẫn cố gắng hòa tan vị thuốc thứ 41 hắn biết lúc này mình nhất định phải làm gì đó, nếu không làm gì cả thì chắc trăm phần là sẽ đi tong. Trên thực tế, vị thuốc thứ 49 là bước phức tạp nhất trong đơn thuốc thối thể dịch đơn giản. Từ bước này trở đi, thực ra đã là giai đoạn kết thúc trong quá trình luyện chế thối thể dịch. Bốn vị dược liệu sau vị này không phải là ta tăng dược tính nữa. Tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc cắt miếng, thâm hải hàn tinh và tuyết yêu chi hạch, hai vị trước trí dương trí cương, hai vị sau trí âm trí nhu, là dùng để tinh luyện thối thể dịch đơn giản. Tinh luyện mới là giai đoạn quan trọng nhất khi luyện chế thối thể dịch. Nếu không tinh luyện thì nồi thối thể dịch kia cùng lắm chỉ là một nồi canh thập toàn đại bổ, uống vào thì phê phê, nhưng hiệu quả của thối thể dịch lại suy giảm mạnh. Phải trải qua quá tình tinh luyện thì nồi canh thập toàn đại bổ ấy mới hóa thành thối thể dịch, thuốc thường mới hóa thành tiên dịch được. Mà vị dược liệu thứ 41 là thuốc dẫn cho quá trình tinh luyện bước này cực kỳ dễ thất bại, vũ nhu tử thất bại mấy chục lần đều ở một bước này. Thế nhưng phải làm sao mới có thể sửa chữa được đây? Nếu dược sư ở đây, với kinh nghiệm và kỹ thuật luyện đơn cao siêu của hắn thì chắc chắn có thể ngăn cơn sóng dữ cứu được một lò không phải là một nồi thối thể dịch này. Thế nhưng Tống Thư Hàng không có kinh nghiệm, càng không có kỹ thuật như dược sư. Bốc hơi nhanh quá, phải trì hoãn quá trình này đã. Thêm nước, Tống Thư Hàng coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, đổ thêm một ca nước vào nồi, tuy rằng không biết có tác dụng hay không nhưng ít ra tốc độ bốc hơi giảm đi rõ rệt. Còn bốn vị dược liệu, tư duy của Tống Thư Hàng vận động điên cuồng. Thời gian đã không còn đủ cho hắn luyện lại đan dược một lần nữa. Chỉ một hai tiếng nữa thôi là đám bạn cùng phòng của hắn về rồi. Nói thật, nếu bị bắt gặp đang lăn lóc luyện đơn trong phòng bếp nhỏ Tống Thư Hàng không dám cam đoan đám bạn cùng phòng nhiệt tình có chói gô mình lại rồi nhét thẳng vào viện tâm thần không. Căn cứ vào độ nhiệt tình đến mức thằng nào thằng nấy đều đáng phát 10 cái thẻ người tốt thì dám có khả năng này lắm. Thôi bỏ tất cả đám còn lại vào thử đi, dù sao cũng ăn chắc là bỏ đi rồi, coi như lấy kinh nghiệm vậy. Tống Thư Hàng quyết định. Bắc Hà tán nhân và Vũ Nhu tử trong nhóm đều thất bại rất nhiều lần, một tên ngoài nghề như hắn mà thành công ngay lần đầu tiên mới là có vấn đề ấy, nhỉ? mở nồi. Tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc cắt miếng, thâm hải hàn tinh, tuyết yêu chi hạch, bốn loại dược liệu bị Tống Thư Hàng bỏ hết vào một lượt. Đóng nắp lại. Sau đó, Tống Thư Hàng được tận mắt chứng kiến một nồi lẩu, hai cực băng hỏa chân chính. Tiên bá vương chi và cửu dương xích viêm trúc bị hòa tan trong một phần dược thủy. Hai vị dược liệu này vừa gặp nhiệt độ đã biến thành màu đỏ rực như muốn bốc cháy lên, phần dược thủy ấy cũng càng thêm sôi sục, bốc hơi càng nhanh khí thể bốc lên ngùn ngụt qua lỗ thông khí trên vùng nổi hệt như suối phun vậy. Mà khi thâm hải hàn tinh và tuyết yêu chi hạch gặp nhiệt độ thì sát ngoài vỡ tan, từ bên trong trào ra chất lỏng màu băng lam. Chất lỏng băng lam tựa hồ rất lạnh, sau khi hòa vào nửa phần dược thủy còn lại thì dược thủy đang sôi trào bỗng yên tĩnh hẳn đi. Nửa lặng xuống ngày càng nguội dần, nửa sôi trào bốc hơi thêm nhanh, hai nửa dược thủy có dấu hiệu tách ra. Không thể để chúng nó tách ra, Tống Thư Hàng nghĩ vậy, bèn lập tức tăng nhiệt độ bếp từ, muốn cho phần dừa thủy nguội đi kia sôi lên lần nữa. Nhiệt độ lên cao, tốc độ dừa thủy bốc hơi càng nhanh hơn, chưa đến một phút đồng hồ, nồi canh thuốc vốn đầy một nửa chỉ còn chưa tới một phần ba. Nhiều nhất 10 giây nữa là bốc hơi hết. Thất bại hoàn toàn rồi. Tống Thư Hàng cười ha ha, vì đã sớm chuẩn bị tâm lý nên hắn cũng không thèm để ý thất bại. Hắn thò tay muốn tắt bếp đi, cứ đun thế này thì đến cháy nổi mất thôi thế nhưng tay thò được một nửa thì tống thư hàng khựng lại. Hắn nhìn thấy dược thủy trong nồi tuy bốc hơi rất nhanh nhưng không phân thành hai cực mà lại dung hòa với nhau. Ma xui quỷ khiến, tống thư hàng không tắt bếp mà ngược lại, hắn điều chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất. Được ăn cả ngã về không, dồn nhiệt độ lên làm cho dược thủy dung hợp hết một hơi, tinh luyện ép ra toàn bộ dược tính của 45 loại dược liệu. Làm như vậy, nói không chừng trước khi dược thủy bốc hơi hết, hắn vẫn vét voi được tí nào chăng bếp điện chạy công suất lớn nhất phát ra tiếng vang quái lạ. Trong nồi lẩu, băng và hỏa đan sen biến thành hình dạng đẹp đẽ. Hai phần dược thủy lăn cuồn cuộn chấn động cả chiếc nồi. Cuối cùng, thư hàng đã không nhìn rõ thay đổi trong nồi nữa. Sau khi dược thủy bốc hơi đã bám lên nắp thủy tinh một tầng tạp chất rất dày. Tí tách, tí tách là tiếng dược liệu đang hòa trộn, mỗi một lần đảo lộn đó vừa đúng một giây. Tống thư hàng một lần nữa cầm di động nhìn thời gian, không thấy rõ tình hình trong nồi nên hắn chỉ có thể nhìn thời gian, tính đúng 5 phút sau rồi tắt nồi. 4 phút 23 giây. ầm, um, đúng lúc này, trong nồi bốc lên một luồng áp lực cao, hất bay chiếc vung ra ngoài. Ngay sau đó, một cột xương khói đen xì bay ra, bao phủ cả phòng bếp nhỏ, mùi nồng nặc phả vào khoang mũi. Thứ mùi này quá nồng, quả thực giống như dung hòa tất cả các thứ mùi khó ngửi trên thế gian vào với nhau vậy chỉ không cẩn thận hít vào một phát thì buồn nôn tận óc ngay. quệ tống thư hàng bịt mũi, vội vã tắt bếp đi. Thối quá, cho dù đã ngừng thở, mùi thối khác thường vẫn chui vào cánh mũi, không sao xua đi được. Hắn chạy đến bên cửa sổ, mở toang cửa ra. Nếu không hít thở không khí thì chắc là hắn chỉ có thể chờ bạn cùng phòng về nhặt xác cho mình thôi. Nguyên nhân tử vong chắc chắn là bị mùi tanh hôi sông chết. Cửa vừa mở ra thì luồng xương khói đen bay theo ra ngoài, lúc bấy giờ mùi tanh hôi mới dần dần tan đi. Cái mùi này cơ bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, đã vậy còn ám lâu. Tống Thư Hàng cảm thán, có khi hai ba ngày nữa hắn cũng không quên được cái mùi này mất, không biết tí nữa có ăn nổi cơm hay không đây. Mùi thuốc khi luyện thất bại có lực sát thương cao tổ bố thế này, dùng như vũ khí sinh học cũng được ấy chứ. Nếu cái mùi này mà chiết xuất ra được, mình cứ ghét đứa nào thì thả cho thối hết phòng nó, dám cá là nhớ đời luôn. Tống Thư Hàng tự diếu. Nắp nồi còn xoay tròn trên đất, may mà nó là thủy tinh công nghiệp nên mới không anh dũng hy sinh, chứ không thì phải xì tiền ra đền cho trường rồi. Sau khi nhặt cái vung lên, một cơn choáng váng ập tới, cảm giác mệt mỏi bao trùm cả người Tống Thư Hàng, đây là sự mệt mỏi tích tụ suốt gần 4 tiếng đồng hồ cộng lại. Hắn vội vàng vịn bàn, chậm rãi ngồi xuống. Nghỉ ngơi một lúc, Tống Thư Hàng bịt mũi nhìn vào đáy nồi, muốn xem rốt cuộc thì dược thủy thất bại của mình thành cái dạng gì mà tanh hôi đến thế. Trong nồi, nửa nồi dược thủy đã chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Sắc màu đen xì, trong suốt, mùi nồng gây mũi. Đen xì, quánh đặc trong suốt, có điều thối hoắc. Tống thư hàng phỉ nhổ. Ơ, ờ, ớ, làm sao thế được? Đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn vội vã lấy cuốn sổ ghi lại đơn thuốc của dược sư ra xem. Nước thuốc quánh lại, màu đen, dạng trong suốt, mùi nồng. Đây là trạng thái mà dược sư dùng để hình dung thối thể dịch phiên bản đơn giản. chương 29, chạy băng băng dưới tịch dương, ấy là thanh xuân đã mất của tôi. Thế nhưng lúc cuối khi thất bại mình toàn luyện bằng trực giác, không dựa theo đơn thuốc làm từng bước một mà. Thế cuối cùng mình thành công hay là thất bại đây? Tống thư hàng xoa cầm nhìn chầm chằm dược thủy một hồi lâu. Hay là, thử cái xem sao, nói thế nào cũng là kết quả vất vả suốt hơn 3 tiếng dưới cơ mà. Do dự một lát, trong lòng hắn đã hạ quyết định. Sự chờ mong chứng thực, tu chân, có tồn tại áp đảo nỗi sợ hãi đối với dược thủy không rõ ràng này. Cùng lắm thì vào bệnh viện rửa ruột thôi. Đương nhiên, Tống Thư Hàng không phải là người lỗ mãng. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở giao diện gọi cho bạn cùng phòng thổ ba, chỉ cần có gì ngoài ý muốn thì hắn động ngón tay một cái là gọi cho thổ ba được ngay vốn định mở sẵn số điện thoại cấp cứu thế nhưng hắn sợ mình không có sức để mà nói chuyện gọi cho người ta lại nói không ra lời thì cô nàng trực cấp cứu sẽ tưởng là đùa dai ấy mới đúng là bi kịch cho nên gọi cho bạn cùng phòng thân thiết là tốt nhất giả sử có gì không ổn hắn chỉ cần gào lên thảm thiết là họ biết xảy ra chuyện rồi thử xem một ngụm thôi chắc là không chết người đâu ha tống thư hàng thầm nhủ cuối cùng hắn lấy thìa xúc một miếng lên thổi nguội thảm quá đi 45 loại dược liệu đó, cuối cùng còn có tầm 5 thìa thuốc hồ đặc thôi. 5 thìa thuốc này có khi giá trị phải trên một vạn ấy chứ. Đây là dầu mè, đây là dầu mè. Thôi miên bản thân xong, hắn nhắm mắt, nín thở, nuốt thuốc xuống bụng. Bất ngờ làm sao, tùy thứ thuốc hồ này tanh hôi nhưng uống vào miệng lại ngan ngát mùi thuốc khó tả. Nhưng mà ngay sau đó, yết hầu trào lên hai loại cảm giác đau, rát. Đây là cảm giác bỏng cháy không thể hình dung được, rõ ràng hắn uống vào là thuốc hồ thổi nguội, mà sau khi thuốc trôi xuống cổ lại như vừa mới nổ tung, tản ra nhiệt độ lớn vô cùng, như thể muốn xé toạc ít hầu hắn ra vậy. Teo rồi, phải đi rửa ruột thật rồi. Một tay thư hàng ôm ít hầu, tay còn lại ấn vào phím gọi, chuẩn bị gọi điện cho thổ ba. Nhưng hắn chưa kịp động ngón tay thì cảm giác nổ tung trong ít hầu đã đột một biến mất. Nói đúng ra là nước thuốc đang bùng nổ bỗng chốc hóa thành một luồng nhiệt ấm áp, trượt từ ít hầu vào bụng hắn hắn chỉ cảm thấy nơi bụng ấm sực lên, thoải mái đến mức muốn bật lên tiếng rên rỉ. Nhưng mà đàn ông cần trai, rên rỉ ra tiếng thì buồn nôn đến mức nào. Thế là hắn phải cố kìm lại. Chưa dừng lại ở đó, lấy bụng của Tống Thư Hàng làm trung tâm, luồng nhiệt kia thông qua kinh mạch toàn thân lan tỏa khắp cả cơ thể hắn. Vốn dĩ ban đầu chỉ có vùng bụng là ấm áp thoải mái, đến giờ thì chỗ nào trên người cũng sảng khoái tới cực điểm. Suốt cuộc, Tống Thư Hàng không nhịn nữa, há miệng muốn rên lên một tiếng sướng quá không nhịn được mà nhưng khi hắn há miệng ra thì lại thấy như miệng mình bị bịt kín chẳng thể thốt nên lời một âm thanh cũng không phát ra được ấy thế mà đúng lúc đó hắn lại có cảm giác không xả không xong thế là hắn dồn lực há mồm muốn bộc phát âm thanh từ trong khoang bụng bật ra ít hầu nín mãi nín mãi nín hồi lâu bùm tương đương tương đương tương đương tiếng rõ là vang đáng tiếc không phát ra từ miệng mà là từ cúc hoa. Hắn nín nửa ngày trời, cuối cùng đánh ra một cái rắm. May mà khí đằng dưới thông thì khí đằng trên cũng thoáng, thư hàng há miệng ợ một cái thật to. Cái ợ này như là phóng thích hết thảy nhiệt lượng trong cơ thể hắn ra ngoài vậy. Phải biết rằng khi con người ta trưởng thành thì các loại độc tố sẽ tích lũy dần trong cơ thể, bởi thế người ta luôn cảm thấy trong lòng có một luồng hỏa khí tắc nghẽn, mỗi khi hô hấp hít hầu đều khô nóng. Nhưng giờ khắc này, khi thư hàng ở ra một cái thì cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như được gột rửa, mát lạnh thông thoáng, sảng khoái tột cùng. Mỗi nhịp thở đều như đang đứng trong rừng rậm buổi bình minh, không khí nhẹ nhàng mát lành tiến vào miệng mũi, dễ chịu đến tận tim gan. Theo cái ở này, nhiệt lượng mà dược lực mang tới trong cơ thể hắn hoàn toàn bùng nổ, xông đến mọi nơi trên người hắn, không ngừng trào dâng cuồn cuộn. Dược lực trong cơ thể vẫn cứ bùng nổ, bùng nổ mãi. Người hắn bắt đầu ngứa mỏi mệt tích tụ suốt 3 tiếng dưới luyện dược đã sớm tan thành mây khói. Thối thể dịch này là thật, Tống Thư Hàng đã có thể khẳng định thứ nước thuốc đen xì mà mình uống vào ban nãy chính là thối thể dịch hàng thật giá thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Sức mạnh vẫn tràn ngập toàn thân hắn, nhiệt lượng vẫn bùng nổ không ngừng, tràn lan mà còn chưa dừng lại, sắp khiến cho hắn nổ tung. Lúc này đột nhiên Tống Thư Hàng nhanh trí hắn, hắn nhớ trong tiểu thuyết tiên hiệp, khi nhân vật chính uống thần dược xong sẽ luyện một bộ công pháp hoặc quyền pháp gì đó để hóa giải và tiêu hóa dược lực. Nhưng mà hắn có biết miếng quyền pháp nào đâu. Tuy rằng trước kia giáo viên tiểu học của hắn rảnh rỗi có dạy học sinh một tí thái cực quyền, cơ mà hắn chỉ nhớ lơ mơ mỗi mất câu, một quả dưa hấu to, cắt thành hai nửa, cậu một nửa, tớ một nửa thôi. Hơn nữa thư hàng rất nghi ngờ phiên bản thái cực quyền của ông thầy dạy thể dục kiêm toán tiểu học đó nói không chừng nó là thái cực quyền dạng gáy buộc chỉ của nhà xuất bản XX nào đó cũng nên. Phải làm luồng dược lực này bốc ra ngoài, nếu không có khi sẽ bị nó ép nổ tan xác như tiểu thuyết tiên hiệp viết cũng nên. Nhìn thời tiết nắng gắt ngoài phòng, Tống Thư Hàng cảm thấy đây tuyệt đối không phải là ý kiến hay. Thế nhưng sức mạnh và tinh lực không ngừng cuộn trào bừng bừng trong cơ thể lại khiến hắn thấy không phát tiết thì không ổn. Cắn chặt răng, hắn chạy tới sân vận động trường. Chạy nhanh, chạy băng băng, trên đường đi tốc độ của tống thư hàng mỗi lúc một tăng càng chạy lại càng thoải mái thậm chí hai chân giường như bay bổng lên khỏi mặt đất hắn phóng ra sân vận động với tốc độ gần như tên bắn thời tiết lúc này làm người ta nóng phát rồ cho dù là đám sinh viên thể lực sung mãn cũng đều chọn đi đánh bóng rổ chứ chẳng ai cắm đầu chạy ở sân vận động dưới ánh mặt trời nóng bỏng trên đường chạy rộng rãi chỉ có một mình thư hàng hắn quên đi hết thảy tăng tốc chạy điên cuồng như một con ngựa thoát khỏi chuồng Tăng tốc, tăng tốc nhanh hơn nữa. Cuối cùng, hắn cảm thấy như đôi chân đã chẳng còn chịu sự khống chế của chính mình. Mỗi lần đường chạy đến khúc cua đều cảm thấy như đang bay lên. Không mất bao nhiêu sức lực, Tống Thư Hàng đã dùng tốc độ tên bay chạy nguyên 3 vòng, 900m, thế mà thân thể không có một chút mệt mỏi. Ngược lại, luồng nhiệt lượng trong bụng thoát dần ra kéo theo thân thể nhẹ nhàng hơn, càng chạy lại càng sảng khoái. Tống Thư Hàng vận động kịch liệt Đến viên băng châu trên ngực cũng chẳng thể duy trì nhiệt độ cơ thể cho hắn nữa. Mồ hôi túa ra từ từng lỗ chân lông mau chóng làm cho áo quần hắn ướt đẫm. Thế nhưng, thật thoải mái. Mỗi giọt mồ hôi chảy ra đều làm cơ thể thêm phần nhẹ nhõm, mỗi hơi khí đục thở ra khỏi miệng trong lúc chạy đều khiến cơ thể thanh sạch hơn. Thối thể dịch, đây không phải thứ thuốc giúp người ta uống vào rồi ngủ một giấc là tôi luyện được thân thể ngay. Mỗi nhà tu chân sau khi uống xong thối thể dịch đều phải có công pháp hỗ trợ để tiêu hóa nó. Làm vậy mới khiến cho thối thể dịch đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tống Thư Hàng không có quyền pháp hay công pháp ấy, biện pháp thích hợp nhất với hắn lúc này chỉ có chạy bộ, chạy điên cuồng. Một vòng rồi lại một vòng, Tống Thư Hàng chạy không biết mệt. Mới đầu hắn còn đếm xem mình đã chạy mấy vòng, nhưng lúc sau thì đã không còn cần phải đếm nữa. Bởi vì với trạng thái hiện tại, chỉ cần dược lực bùng nổ trong cơ thể còn đó thì Tống Thư Hàng cảm thấy mình có thể chạy quanh cả địa cầu. Cứ chạy từng vòng từng vòng như thế, chạy đến lúc dược lực tan hết mới thôi. Nghĩ thế, Tống Thư Hàng cũng không biết mình đã chạy 30, 40 vòng, hay là còn nhiều hơn nữa. Suốt cuộc, hắn dừng lại. Cho dù chạy với tốc độ cao lâu như thế, nhưng hơi thở của hắn vẫn ổn định, chẳng hề mỏi mệt chút nào. May mà cảm giác bùng nổ không ngừng của dược lực trong cơ thể đã bình ổn lại, phần dược lực còn sót lưu lại trong bụng hắn, bắt đầu cường hóa cơ thể hắn bằng một phương thức rất dịu dàng. chương 30, Triều Vấn Đạo, Tịch Tử, Khả Hỷ Lúc này, ở tòa nhà B6 ký túc xá nữ sinh, từ vị trí này vừa hay có thể thấy sân vận động của trường đại học. Ha ha ha, chị em qua mà xem, thời tiết thế này mà có thằng hâm tập chạy dưới sân kia, một cô nàng tóc ngắn ngang vai cười ầm lên mà nói. Lại là thằng nào làm bộ chơi trội để câu đám con gái ngốc nghếch à? Một cô nàng khác dáng người quyến rũ nằm sấp trên giường, quạt chiếc quạt nhỏ muốn xua đi cái nóng. Cô nàng thực sự quá nóng, trong đầu không khỏi nhớ tới bóng dáng một người. Nữ sinh tóc ngang vai cười ha hả. Nếu muốn chơi trội thì thằng trả thất bại thảm hại luôn. Trên đời làm gì có đứa con gái nào thấy kiểu con trai ngốc đó ngầu. Nói trên lục phỉ nè. Bà qua mà xem, hình như nhìn thằng trả quen quen, phải lớp mình không nhỉ? Để tôi xem thử cô nàng dáng người quyến rũ bò đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân vận động. Sau đó, cô bắt gặp đúng khoảnh khắc thanh niên kia dừng lại, cởi áo vắt trên tay, lưng rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng, ngập tràn sức mạnh đang chờ bộc phát. Cô nàng tóc ngang vai cười hì hì. Ồ, không cởi áo thì không nhìn ra anh chàng này có dáng người đẹp thật. Chỉ với thân thể cơ bắp rắn chắc kia không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu em gái ngây thơ. Lớp mình đấy nữ sinh quyến rũ mở to hai mắt nhìn mãi, cô nàng còn vừa nhớ nhung người ta cơ mà. Dáng người đẹp quá đi, đàn ông quá đi. Hơn nữa trên người cậu ấy còn có cảm giác mát lạnh, hay là thừa dịp những đứa con gái khác còn chưa biết được điểm tốt của cậu ấy, mình ra tay luôn nhỉ? Tống thư hàng nhìn áo mình thì phát hiện ra trên đó không chỉ có mồ hôi mà còn có rất nhiều tạp chất màu đen, đây là tạp chất thối thể bị bài tiết ra cùng với mồ hôi. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn thân thể mình, quả nhiên trên người cũng dính một chút tạp chất đen xì hoặc tạp chất ở dạng hạt nhỏ li ti. Thối thể, thối thể, không chỉ tăng cường sức mạnh của cơ thể, quan trọng hơn chính là rèn luyện thân thể và loại trừ tạp chất. Sau đó, hắn duỗi tay sờ bụng mình. Không ngờ lại thấy cơ bụng đã lâu không gặp. Đã chừng một năm rưỡi nay hắn không thấy chúng nó rồi, bởi vì hồi cấp ba ôn thi đại học thiếu rèn luyện nên cơ bụng của hắn biến mất tiêu, thay vào đó là một chút mỡ thừa ấy thế mà bây giờ chỉ chạy có vài vòng, cơ bụng lại mọc ra một lần nữa. Trừ điểm đó, những bệnh vật trên cơ thể hắn đều khỏi hẳn, tỉ như bả vai ngâm ngầm đau vì sử dụng máy tính thường xuyên, tỉ như xương cổ thành bệnh vì ngồi quá nhiều, tất cả đều bay biến sạch sẽ. Chưa hết, thư hàng thấy trước mắt mình rõ nét hẳn lên. Vốn mắt hắn bị cận nhẹ, nguyên nhân cũng là vì mỏi mắt quá độ khi ôn thi đại học, thế mà lúc này bệnh mắt đã không chữa mà tự khỏi rồi thậm chí thị lực của hắn còn tăng lên rất nhiều. Chỉ cần tập trung tinh thần lực, hắn có thể thấy được cái chân trên thi thể con ruồi ở hàng rào sân vận động cách đó những người mét. Bình tĩnh, bình tĩnh, xem thử các phương diện khác đã, cường độ thân thể và sức chịu đựng đều tăng lên rõ rệt, để xem sức lực thế nào. Tống Thư Hàng cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Trên thực tế thì trong lòng hắn đã sớm không thể bình tĩnh được nữa. Trạng thái của hắn lúc này như thể đang say rượu vậy, não bộ thì liều chết cố gắng chấn tĩnh nhưng thân thể lại rất thành thật thể hiện sự phấn khích của mình. Hắn nắm chặt tay, chỉ cảm thấy trên hai tay có luồng sức mạnh vô cùng không có chỗ phát tiết, khiến cho lòng hắn dấy lên xúc động muốn xé xác cả hùm beo. Hắn liếc mắt về khu tập tạ, nơi đó đặt hai loại tạ khác nhau. Tạ dùng trong trường học, loại dành cho nam nặng 5kg, cho nữ là 4kg. Tống Thư Hàng tiến đến nhặt quả tạ to lên, ước lượng trên tay, muốn thử xem lực cánh tay của mình hiện tại thế nào. Thế nhưng ngay khi nhặt quả tạ lên thì hắn đã sửng sốt, đây chắc chắn là tạ chứ không phải bóng rổ hay bóng đá đó chứ. Sức mạnh tăng lên, vô cùng rõ ràng. Lúc này Tống Thư Hàng thực sự muốn ném quả tạ này đi xem mình ném được bao xa, thế nhưng hắn kìm nén cái ham muốn ấy lại. Trời biết mình ném được bao xa, lỡ may gây hỏa thì chết bỏ. Vì một ngụm thuốc thậm chí không chừng còn là bán thành phẩm hoặc sản phẩm thất bại mà thân thể đã được cường hóa đến mức này. Nếu mà uống hết thối thể dịch hoàn chỉnh, có khi nào biến thành đại lực sĩ có thể cho ngựa chạy trên tay, dùng răng kéo máy bay luôn không nhỉ? Mở cửa ký túc xá, hắn đi đến phòng bếp, nhìn thứ nước thuốc trong nồi nấu lẩu. Thối thể dịch, thuốc đúng như tên, thực sự là thối thể dịch mà. Ngày hôm ấy, người đàn ông tên Tống Thư Hàng, thật sự quỳ dạp, sau khi vào nhóm cửu châu số 1, thiên kiếp, linh quỷ, băng châu, sức mạnh kỳ lạ của vũ nhu tử và dược liệu thần kỳ mà cô gửi tới, hết thảy đánh ầm ầm vào thế giới quan của Tống Thư Hàng. Mà thối thể dịch bản đơn giản hóa trong tay đã tung cho thế giới quan của hắn một đòn chí mạng. Ngày 4 tháng 6 năm 2019, hôm ấy, thế giới quan mà Tống Thư Hàng dùng khoảng 18 năm để xây dựng nên ầm ầm sụp đổ, đổ tan tành sạch bách, không để lại cho hắn tí mảnh vụn nào. Thế giới quan của một con người thành lập nên thật không dễ dàng, vậy mà phá nát lại đơn giản như thế đó. "Mà thôi, cái thứ như thế giới quan này nát thì cứ nát đi. Nát rồi nhìn thế giới mới càng thêm chân thực." Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Lúc này đây, thần kinh thép của hắn phát huy tác dụng. Đầu tiên, hắn thu dọn sạch sẽ thối thể dịch còn sót lại trong nồi, không lưu lại chút dấu vết nào. Tạm thời, hắn không dám uống thứ này nữa. Sau đó, Tống Thư Hàng đi tắm một cái. Lúc tắm hắn còn phát hiện, mình trắng da kha khá. Làn da này trắng hồng dạng dỡ, mịn màng khỏe mạnh, còn mướt hơn cả da rẻ con gái. Má ơi, tí nữa đám bạn cùng phòng đi chơi về thấy mình trắng bóc da chỉ trong có một buổi chiều, phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình bôi kem dưỡng da tắm trắng loại mới à? Được rồi, vụ này không quan trọng lắm, Quan trọng là, đám người trong nhóm cửu châu số một đều là nhà tu chân chân chính a a a a Quả nhiên, mình không tài nào bình tĩnh cho nổi. Làm sao mà hắn bình tĩnh được, cho dù là ai gặp tình huống này cũng không hơn gì hắn đâu đúng không? Một nhóm chắc bị mình coi là trại tâm thần tập trung đám trẻ châu dở hơi nghiện tiên hiệp, đột nhiên vèo một cái, cả nhóm biến thành nhà tu chân thật đến không thể thật hơn, cao xa vời vợi. Vụ này còn kích thích hơn chúng số 5 triệu ấy chứ so với tu chân, 5 triệu còn không bằng một cái lông chân. Hai dương dược liệu vũ nhu tử cho hắn còn đắt xa so với cái giá đó. Tiếp theo phải làm thế nào giờ? Biết rằng trên thế giới thật sự có tu chân, có các loại dược liệu thần kỳ, có linh đan rượu dược, còn biết nhóm cửu châu số một tồn tại. Tống Thư Hàng tự hỏi, giờ mình phải làm gì đây? Hắn đến trước máy tính, đăng nhập tài khoản chat. Hít sâu một hơi, con trỏ lướt qua nhóm cửu châu số 1 trong cửa sổ chat. Con người không biết sợ hãi, chỉ khi biết nhiều hiểu nhiều mới sinh lòng e sợ. Con trỏ dừng lại trên ai cần nhóm cửu châu số 1, lần này click vào đây đã khác hẳn so với lần trước rồi. Giờ phút này, cánh cửa thoát ly khỏi thế giới con người phàm tục đang ở ngay dưới ngón tay hắn, ngay trên màn hình máy tính này đây. Hắn có hai lựa chọn. Làm một người bình thường sống một cuộc đời bình thường hay là dung nhập và tiếp xúc với các tu sĩ trong nhóm Cửu Châu số 1, hòa nhập thế giới của họ, trở thành một tu sĩ, bước lên con đường tu chân nguy hiểm ngập tràn. Tu chân có nguy hiểm, chưa nói tới cái khác, ít nhất là có thiên kiếp, rồi kia. Lôi kiếp giáng xuống Tô Thị A thập lục ở thành phố hát khủng khiếp như thế, mà chỉ là lôi kiếp hậu thiên tam phẩm thôi đấy. Tô Thị A thập lục có tiền bối A thất bảo vệ bên cạnh mà vẫn độ kiếp thất bại, bị thương nặng nếu không có tiền bối tô thì A à thất ở đó thì không biết sống chết thế nào. Mà bản thân Tống Thư Hàng không có tiền bối lợi hại như thế, giả như hắn gặp lôi kiếp kinh dị như vậy thì nói không chừng còn bị đánh cho xương cốt cũng thành cho. Tống Thư Hàng do dự, một giây. Sau đó hắn ra sức nhấn vào icon của nhóm cửu châu số 1. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 30.